Cõi này tự lợi và lợi tha không thù thắng. Vì khi mình tự lợi vẫn sanh ngã mạn, lợi tha vẫn bị trở ngại, hiểu không? Còn ở cực lạc, tự lợi và lợi tha không có trở ngại, không bị ganh tị luôn. Tại vì theo nhân duyên mà mỗi người ứng hóa thân đi độ sanh, nên chúng ta phải chọn thế giới cực lạc mà về. Người chọn thế giới cực lạc mà về, đây là hướng thượng. Người chọn thế giới cực lạc mà về là hướng thượng. Đúng rõ ràng, loài người niệm Phật là loài người tôn quý. Loài người niệm Phật là loài người tôn quý. Phải nhớ nghe quý vị, 100% loài người niệm Phật là loài người tôn quý. Những đức khi chưa niệm Phật, ai quý trọng nhân đức? Ai quý trọng đâu? Gặp mặt nó còn quýnh nữa chứ quý trọng. Từ khi niệm Phật tới bây giờ có nhiều người quý trọng. Đây là xác thực trước mặt quý vị thấy luôn. Phải chi con người này mà học giỏi rồi, rồi nhiều người quý trọng xã hội thì bị nói ông này được tư từ ngày xưa. Còn tôi nói rõ cho thì biết, ngày xưa tôi chưa đi tu, tôi hơn con chó một chút, chứ nó không có cái gì đặc biệt chứ, hiểu không? Vậy mà từ khi đi niệm Phật tới bây giờ đúng là hiểu không? Nó đúng là quý vị thấy không? Từ đi niệm Phật tới giờ đúng là rõ ràng là người sống sành điệu, đầy đủ năng lực điệu đàn. Thấy chưa? Cái này mới là điệu đàn thật sự, chứ không phải điệu đàn như nhiều bà mà điệu đàn mà nó không đặc biệt, hiểu không? Còn này ta điệu đàn cho nhân sinh, nó điệu đàn mà sắp xếp cho người ta được cười được vui, đây mới là sành điệu, chứ không phải là dưới cá nhân mình mà để gọi là khè người khác, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó những đức thấy rõ ràng Phật pháp nó quá hay, nhất là pháp môn tịnh độ này quá tuyệt. Cái pháp môn tịnh độ này phải nói rằng là cái pháp gần với nhân sinh, có nghĩa là hoàn toàn gần với nhân sinh và gần với tất cả căn tính con người luôn. Giàu nghèo đẹp xấu lùng lẻ hôi súng, ai cũng có thể tiếp nhận được tịnh độ. Đúng là quá từ bi, quá từ bi. Bởi khi tán thán tịnh độ rồi đúng là sức mồ hôi hột, vẫn thấy vui. Quý vị thấy không? Từng nào cũng nói, ngày nào cũng nói, hừng hực hừng hực, thấy không? Rõ ràng chưa? Mà nghe mỗi từng trùng lập ở đâu? Đó, cũng là cầu sanh cực lạc mà tại sao mỗi từng lại nói như vậy? Nếu như mà mang cái tâm trùng lập rồi thì không có nói hừng hực được. Quý vị chưa về cực lạc mà trùng cái gì? Bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây là được động viên đi về cực lạc. Chúng ta chưa về cực lạc mà sợ trùng cái gì? Ngày nào tôi cũng nói câu gì cực lạc đi cũng không có sợ trùng lập nữa. Tại vì quý vị chưa về được cực lạc nên phải cần thúc đẩy hoài, đúng không? Giống như đoạn đường từ đây tới về tới thế giới cực lạc, chúng ta cứ mòi đoạn đường này hoài, chấp ghép đoạn đường này để tới cực lạc luôn. Nên ngày nào phải cần để mà lót đoạn đường này, ghép nó vào, đi thẳng tới cực lạc. Còn nghỉ một ngày là một ngày gián đoạn nghỉ ngơi, thấy chưa? Không được nghỉ ngơi, nghe chưa? Bây giờ còn khỏe đi ngon mà không chịu đi, mai mốt già bò lết khó lắm. Nó mấy cô mà sùng sồn bốn mấy này, mấy cô này đi về cực lạc ngon, đúng không? Mấy bà khỏe, thấy chưa? Với mấy bà biết hết trơn à, mấy bà có gì nuối tiếc cái cuộc đời này nữa chứ? Không thiệt, mấy bà bốn mấy tuổi này nè là không có nuối tiếc nè. Tại vì sao? Thật sự mà nói thì chồng thì bây giờ thì cũng là chồng, gì đâu nữa đâu, thấy không? Còn ví dụ như hai mấy tuổi rồi nữa còn cái này cái kia tùm lum, đúng không? Còn cái dạng mà bốn mấy năm mươi tuổi này đồ là cái dạng này, cái dạng gì cực lạc ngon. Không, đối với cái cõi đời này thì thôi cái gì mình cũng biết hết rồi. Không, mình biết hết rồi. Là mình bây giờ là con đường tiến về cực lạc là ngon nhất, thấy không? Đó, nên những đức nói mà ba mấy bốn mươi tuổi mà gặp tịnh độ đúng là đúng mùa. Mùa. Mà ba mấy bốn mươi tuổi này mà gặp mùa tịnh độ này là không bỏ. Vì cái tuổi này không có bỏ nữa. Cái tuổi mà trẻ quá mà gặp tịnh độ coi chừng bỏ. Chứ cái tuổi mà ba mấy bốn mươi tuổi này gặp tịnh độ đừng có bỏ nữa. Tại vì bỏ mất thời gian quá. Phải vòng vòng rồi cuối cùng cũng quay lại, bỏ mất thời gian quá. Nên chúng ta hoàn toàn phải chú tâm vào pháp môn tịnh độ này đi vào sâu. Có nghĩa là đi sâu pháp môn tịnh độ là như thế nào gọi là sâu? Tin có Phật hiệu và niệm Phật là sâu. Tin có Phật hiệu và niệm Phật là sâu. Tin thế giới cực lạc, niệm Phật cầu sanh cực lạc là sâu. Tu tịnh độ sâu là tu như thế nào?
là càng tu càng chuyên là tu sâu. Còn nếu như càng tu mà càng mở rộng là cạn cợt. Càng mở rộng là cạn cợt. Đi càng chuyên nhất là sâu. Nhớ nghe. Càng chuyên nhất là sâu. Quý vị cứ phân tách gì là dễ hiểu. Bốn con đường đi đến một chỗ. Quý vị cùng một lúc sẽ qua đường này, sẽ đường này, sẽ đường này, sẽ đường này là cạn cợt. Nếu chọn một con đường đi đi đến mục đích thì là sâu. Đúng không? Bốn con đường dẫn đi đến mục tiêu. Vậy chúng ta chọn con đường nào gần nhất đi đi là sâu, ý nghĩ sâu sắc. Còn nếu như một lúc dùng bốn con đường để đi đến mục tiêu thì đi nó sẽ mất thời gian rất dài, nhưng cũng sẽ đi đến mục tiêu mà rất lâu. Nên đó là ý nghĩ cạn cợt. Thấy không? Suy nghĩ đơn giản, nói dễ hiểu mà không hiểu. Dễ hiểu mà không chịu hiểu. Đó, nên tin thế giới cực lạc vui biết mấy, vì sao không tin? Tin để tu, để cầu về. Không tin, không tu, đọa tam đồ ác đạo. À, thấy chưa? Tin thế giới cực lạc thì vui biết mấy, vì sao không tin? Tin để tu, để cầu về. Không tin, không tu thì đọa tam đồ ác đạo. À, những văn tự vậy thấy không? Viết những văn tự đúng là lớp 1. Thấy không? Viết dễ hiểu, thấy chưa? Đó, nên chúng ta nhắm mục tiêu như vậy thì tức khắc nó đạt tiêu chuẩn đặc biệt liền. Nên mấy cô mà đi về đây là mấy cô nhớ là nắm được một phương pháp tu nghe. Và cái chỗ đánh mạnh của chúng ta là quý vị phải nhớ chỗ này. Là đặt tượng Phật càng ngày càng nhiều cho từng nhà có những bộ tượng Phật. Đây là một cách cực kỳ hay mà chư tổ sư nói câu này là chúng ta biết các ngày chỉ chúng ta. Người người niệm Di Đà, nhà nhà là Quan Âm. Phải không? Tổ sư nói đó. Người người niệm Di Đà, nhà nhà là Quan Âm. Ấn Tổ Ngài nói. Ý Ngài nói là pháp môn tịnh độ này phải đem cắm từng nhà. Từng nhà. Bây giờ gia đình quý vị có ngôi tam bảo, quý vị có thờ khóa tu thì con quý vị sẽ học theo. Đây gọi là ông bà cha mẹ có đức dạy con cháu học cái đức. Hiểu không? Rồi chắc quý vị nhìn theo. Nên gia đạo từng đời nhìn theo mà tu theo. Mà những đức còn dạy quý vị là quý vị nên làm một cái thùng tam bảo nhỏ nhỏ luôn, 500 đồng, 1000 đồng dạy cho con cháu quý vị đảnh lễ Phật ba lại, xong bỏ cái thùng tam bảo. Để chi? Tập cho các cháu từ khi còn nhỏ biết cúng dường tam bảo. Đây là ruộng phước điền thù thắng nhất. Dạy cho con cháu mình, đây gọi là ông bà cha mẹ tu đức, dạy con cháu tu đức. Ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn là cái cách dạy. Thấy không? Nên bây giờ đẩy mạnh cái chương trình làm tượng Phật để tặng cho từng nhà, mà tặng nguyên bộ luôn. Nhưng quý vị đừng bao giờ thỉnh giùm. Từ khi cái gia đình này bị què, đi không nổi, nằm chỗ mà muốn thờ Phật thì thỉnh giùm. Hoặc là gia đình này bị ung thư, gia đình ung thư 2-3 người không ai đi được luôn, thì phải thỉnh giùm. Mà vì quá muốn rồi, quá muốn rồi, bây giờ phải thỉnh giùm. Còn bây giờ gia đình này đi được mà quý vị đi thỉnh giùm, cái tâm con người đó chưa thật sự thờ Phật. Để thời gian đủ đi, họ đến họ thỉnh. Cho chín mùi đi họ thỉnh có lợi ích hơn. Quý vị đừng có nói rằng thỉnh giùm để tu phước nghe, chưa chắc, coi chừng có họa đó. Thí dụ như người ta chăn quý Phật thì người ta sẽ kính Phật. Người ta không chăn quý Phật, người ta sẽ khinh Phật. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó cái người mà thờ tượng Phật là tự phải phát tâm. Những hạng người bị thỉnh giùm như Đức nói rồi đó, ung thư hoặc què quặt, hoặc gia đình này quá khổ đi không nổi, thì quý vị thỉnh giùm đi. Nhưng thật sự quá muốn thờ, hiểu chưa? Quá muốn thờ thì mới thỉnh giùm, để cho họ đi đến đây. Nó, quý vị biết rằng nội mà đi cưới vợ không, mà có ai mà đi rước dâu giùm không? Đúng chưa? Cái đó là vợ là bé bỏng quá, làm sao mà so sánh với Phật Bồ Tát. Vì mà đi rước dâu mà mình phải tự đi rước. Mà ngày xưa người ta còn phải làm ghế 3 năm, làm việc cũng chết luôn. Nên mới có cái câu là muốn ăn thì phải lăn vô bếp, mà muốn được vợ thì phải chịu mệt dài dài. Đúng chưa? Ngày xưa cũng chịu mệt dài dài mới có con vợ đó tạo. Có khi mà làm ghế mấy năm rồi mà cuối cùng con nhỏ nó không chịu,
khổ ác đạn muốn nhảy xuống hầm cá cha tự tử. Có dễ đâu, với ông bây giờ là nam nhi, bây giờ cứ vợ là khỏe đó. Chứ ngày xưa mà người ta cứ vợ là phải làm rể 3 năm. Nếu không biết vừa củi là mình khó có con vợ. Ngày xưa người ta khó lắm. Khi mà người ta đi đến nhà mà gọi là mình đi đến đó mình làm rể là con gái nó khó lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Nó dù có thích mình đi chăng nữa, nó cũng là ở trong một cái vách nào đó, nó chỉ dạch vách nhìn mình thôi. Chứ nó không bao giờ mà đem nước đồ ra nó mời mình đâu. Nó nên người ta là người ta có cái lễ ghê lắm. Mình đến mình làm quá trời luôn, mình làm xong mình đi về nhà mình. Sáng lỡ làm, chiều lại đi về. Không phải chuyện giỡn đâu mà còn bị la gầy nữa. Còn nhà mà có xịt sâu, dù đi lỡ quải bình xịt sâu, mằng cỏ lúa lỡ mằng cỏ lúa, nhà cắt lúa lỡ cắt lúa, nhà phơ lúa lỡ phơ lúa, làm muốn chết luôn. 3 năm trời mới được rước vợ về nhà. Ôi, bây giờ mà đi đến đó 3 năm, chắc 3 năm sau đem 2 đứa cháu về quá. Hiểu không? Nên từ bây giờ là bị thấy rõ ràng rồi, thấy không? Nên bây giờ nó không có làm rễ, nên nó không có được cái chân quý khi rước con vợ. Quá dễ rước vợ nên cuối cùng dễ bỏ vợ. Còn ngày xưa thì cưới con vợ khó khăn, mà sao dám bỏ? Bỏ rồi mà đi làm rễ 3 năm nữa hả? Hiểu không? Bởi vì cái gì nó cũng phải có cái giá của nó, nên người xưa vẫn là trí tuệ. Bây giờ mà lặp lại mà muốn cho vợ chồng hạnh phúc thì phải làm rễ 3 năm. Mà sợ nó không chịu nổi 3 năm, nó cứ đòi cưới hoài. Làm sao làm rễ 3 năm đấy? Còn ngày xưa con cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Thì bây giờ nói là 3 năm thì nó phải nói là nó chịu 3 năm, nó không dám cãi. Hiểu không? Còn bây giờ mình nói 3 năm nó hồng. Tháng sau cứ thưa con. Hiểu không? 2 đứa nó nói hồng cứ, nó nắm tay nhau đi luôn. Thì chịu thua rồi. Nên ngày xưa mà làm rễ 3 năm nên ít có cái chuyện ly dị. Các vị biết rằng nếu mà nói về cái tuổi của người 50 thì quý vị sẽ biết được ngày xưa ít có chuyện ly dị lắm. Hiểu không? Còn bây giờ tại sao ly dị nhiều? Vì cứ dễ quá. Cái gì mà dễ thì dễ bỏ. Hiểu không quý vị? Còn nếu như mình là người nghe đạo á, dễ mình cũng hiểu nó, tại vì mình thương người ta. Mà người ta thương mình nên mình quý trọng người ta, mình không có bỏ người ta. Còn ví dụ như thế gian càng dễ thì càng dễ bỏ. Hiểu không? Nên ví dụ như mấy con gái trẻ trẻ mà nó ngồi để nghe mình nói chuyện đó, thì tự mình sao mình khéo léo à. Mà khéo léo gì cũng bằng cái phước chứ. Cái phước đức là tự nhiên nó chiêu cảm mình gặp cái người tốt, người đàng hoàng đến với mình. Nói quý vị biết rằng tịnh độ, quý vị thấy không? Giảng tịnh độ một chút là tự nhiên nó ra nhân sinh, quý vị thấy không? Bởi vì Diên Đức nói 100% pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn nhân sinh sống. Giảng tịnh độ một chút là phải ra nhân sinh thì con người ta nghe mới được. Chứ nếu không phải nói là niệm Phật cực lạc phải nói hoài vậy đâu. Mà nói tự nhiên nói một chút là nó ra nhân sinh cuộc sống liền. Thấy không? Nên ai cũng nghe được, ai cũng được lợi ích nè. Đó, nên từ nơi đó mà pháp môn tịnh độ là đặc biệt thù thắng. Quý vị phải tin và phải tu, mà tu cả đời. Trời ơi, đi đâu cũng nghe chiếc máy niệm Phật nghe không? Đâu dính kìa. Máy niệm Phật, hay chưa? Nè, cái máy niệm Phật nè. Đây là cái bộ nhớ siêu phàm mà mỗi người phải có 2 cái. Thấy không? Hết pin cái này đeo cái kia. Hết pin cái này đeo cái kia. Có nghĩa là liên tục bên cạnh mình đeo máy niệm Phật. Thấy không? Những đức thì phá cái điều này nha. Chắc cái tính của mình nó cũng hối hả. Thấy chưa? Nó có khi mà nó mà thấy mà mệt mệt gì thì buồn ngủ rồi đó. Y gan ngày xưa ở trong vũ trường á, không xưa trong vũ trường rồi cái mà vô mà nghe nhạc nghe phê phê đó. Bây giờ cũng chơi điệu niệm Phật cũng thấy chưa, tính người như vậy rồi. Thích cái gì là sẹt 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 sẹt. Thấy không? Nên niệm Phật có gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy không? Nó nghĩa là lúc nào cũng đeo nha, nó lợi ích cực kỳ lớn luôn. Có nghĩa là quý vị nhớ nè, ngày xưa mình là người tu tịnh độ thường đâu cầm chuỗi là người này cũng xuyên niệm Phật đúng không? Nhưng bây giờ cái tay làm việc làm sao cầm chuỗi? Đúng là cái thờ đại bận biểu có phương pháp để hỗ trợ bận biểu. Hay, công nhận hay. Nếu như cái máy này mà nó to gì quý vị để khó nè. Thí dụ như bây giờ nó to, bự gì? Quý vị đeo thì bỏ vô trong, nó tạo là trời cái bà này cái gì đó mà
cái gì đâu mà xuống giữa thêm cục nữa trời, đúng không? Thấy nó kỳ rồi đúng không? Nhưng mà cái máy này bỏ vào thì nhỏ xíu gọn hơn luôn, phù hợp không? Nó rất nhiều yếu tố mà người ta có thể đeo cái máy niệm Phật này. Mà cái máy niệm Phật này nó cũng là một cái mẫu máy mà gọi là đẹp, gọi thời gian luôn, hiểu không? Đeo nó cũng nhìn thấy đẹp nữa, nhìn thấy đẹp. Còn nếu như những đức đưa qua cho quý vị cái máy bự to gì, quý vị để chứng giữa là không được. Làm thì nó quay toàn ten là khó nghe. Còn nếu để vô trong thì quý vị thêm một cục nữa thì không dám để, đúng không? Đó, chắc chắn luôn. Ôi trời ơi, cái bà này tu giết mà tại sao kỳ như thế? Hiểu không? Tự nhiên ớn rồi đó, ớn rồi, thấy không? Nên cái máy niệm Phật này hay, công nhận. Người niệm Phật nên đeo máy niệm Phật. Nghe danh được phước, niệm theo gọi là văn danh được phước. Gọi là chưa nói gì cái chuyện mà nhất tâm hay là chân thật tâm, mà nghe danh được phước, văn danh được phước. Nghe danh là phước lớn nhất. Vì trong kinh giáo Đức Phật nói là pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm. Nên người niệm Phật Ấn Tổ ngày khuyên là miệng niệm tai nghe. Nhưng ban đầu chưa nghe được thì miệng niệm. Nhớ đây là phù hợp căn tính nha. Có cái chú bên kia, bên ông đọc sách Ấn Tổ, ông nói miệng niệm, lỗ tai phải nghe. Khi ông niệm nghe Nam Mô A Di Đà Phật, ông làm gì? Nghe, phải nghe. Nửa tháng sau tự nhiên gặp Như Đức, nó thầy thầy, sao bữa nay sao trên đỉnh đầu của con kỳ quá, sao nó nhức kỳ cục quá, nó nhức nửa cái đầu. Như Đức nói ông niệm Phật sao mà nhức nửa cái đầu? Ông nói miệng niệm, lỗ tai nghe. Bây giờ viết tại sao con đơ luôn. Nhưng Đức nói ông biết Ấn Tổ mà miệng niệm lỗ tai nghe hoàn toàn, không niệm cũng nghe, là ông biết Ngài phải trải qua bao nhiêu thời gian chưa? Thời gian của Ngài rất dày để lót tịnh độ, nên Ngài mới viết ra những tâm đắc tịnh độ. Còn ông mới tu, ông phải biết ông là ai. Bây giờ ông chỉ văn danh, nó có nghĩa là chỉ cần miệng niệm, lỗ tai nghe được nhiều nghe. Không, miệng niệm đầu tiên là tu phước cái miệng trước đi. Cái miệng này không niệm Phật, cái miệng này tạo khẩu nghiệp. Nên cái miệng này niệm Phật là đỡ tạo khẩu nghiệp, hiểu chưa? Trước nhất là cái miệng tu phước duyên, rồi từ từ lỗ tai nghe được nhiều nghe. Vậy đó mà cái miệng niệm giết lỗ tai nghe, nó ngộ ghê. Cái miệng mình nó niệm hoài, lỗ tai nói ủa mày niệm mà mày kêu tao không nghe, mày nói tao dở hơn mày, nó tao nghe cho mày coi nè, thấy chưa? Tại vì lục căn của mình là nó hỗ trợ với nhau. Nhưng mà ban đầu nó chưa chấp nhận thì đừng có bắt buộc nó. Bắt buộc nó là ảnh hưởng. Quý vị biết rằng khi mà mình chưa hoàn toàn mà lúc nào niệm cũng nghe, mà bắt buộc nó phải nghe là thần kinh căng thẳng. Vì cái bộ nghe của mình nó cùng chung với cái bộ não của mình, hiểu không? Mà khi mà nó bắt buộc phải nghe là căng thẳng liền, căng thẳng. Quý vị nhớ nghe, con người mình khi chưa đủ thiện duyên đối với tịnh độ với câu Phật hiệu, thì quý vị biết rằng, quý vị để ý chỗ này nè, đối với nghe câu Phật hiệu là không nghe, nhưng đối với nghe nhạc rap hay nghe nói tầm bậy là nó nghe ác đạn lắm, nói nhỏ xíu nó cũng nghe luôn. Tại vì sao? Vì cái túc nghiệp của mình nó câu thông với cái nghiệp quả đó nên nó phù hợp. Nhưng mà quý vị niệm Phật có thời gian thì tức khắc quý vị chuyển túc nghiệp thành tịnh nghiệp. Nó khi tịnh nghiệp nó có rồi là miệng niệm lỗ tai tự nghe liền. Tại vì có tịnh nghiệp, có tịnh niệm dày, và khi mà chúng ta niệm Phật lâu thì phước báo dày. Đối với tịnh độ thì tức khắc miệng niệm lỗ tai tự nghe liền. Nhưng mà phải có thời gian, đừng nên bắt buộc nó. Cứ là chân thật biết niệm Phật là tốt, văn danh là tốt, lễ Phật là tốt. Dù vọng tưởng bao nhiêu cũng cứ niệm Phật, lễ Phật đi, thì lợi ích cực kỳ lớn về sau. Hướng dẫn kiểu này là chắc ăn nhất luôn quý vị, không bị bệnh, thấy không? Chứ hướng dẫn mà cao xa quá bị bệnh te tu. Nên chùa mình á, đâu có Phật tử nào mà tu thời gian mà cái kiểu mà ôi sao cô kỳ vậy cô, nay sao thấy mặt lạ lạ hả? Đâu có gì lạ, đâu có gì lạ đâu thầy. Con lúc này công phu đắc lực lắm chứ, bằng đêm con chỉ ngủ có 1 tiếng rưỡi mà thôi. Con niệm Phật là không còn chút vọng tưởng gì hết thầy ơi. Không còn tưởng gì mà cái mặt kỳ vậy? Tại vì con chuyển tướng. Ôi trời, tu gì chuyển tướng thì gớm mà chậu.
Giống như có cái ông đó, bởi vì nó nói đọc sách người xưa xem căn tính mình. Cái ông đó như Đức kể á, tự nhiên đi niệm Phật ngon lành thiết ghê, mà sắc diện đẹp, đẹp trai ngon lành luôn, tự nhiên gấp gáp biết sao. Bởi vì nghe không, tin mà đến nó là tin mù quáng cũng tầm bậy. Tin Phật mà tin mù quáng cũng tầm bậy. Thấy chưa? Phải phù hợp nhân sinh, phù hợp con người. Tự nhiên đi ra ngoài kia in cái chữ tử cái chẳng cái chán. Tử đổ quét hay cái chán. Tự nhiên đi đâu vô đậu tràng, tự nhiên ai gặp ông cũng nhìn thứ khùng. Ai gặp cũng nói một câu vậy. Trời ơi, từng sao khùng. Bắt giỡn luôn vậy đó. Rồi xong tiêu cuộc đời luôn. Thấy chưa, tầm bậy chưa. Những đức nói bảo đảm 100% với quý vị, làm gì Ấn Tổ ngày viết cái chữ tử trên trán, treo chữ tử trên chân mài. Trời, văn tự phải hiểu. Trời ơi, làm gì có cái chuyện tổ sư mà làm như vậy. Hiểu không? Cái đó là hình thức bên ngoài. Người ta nói đó là nói trong cái tâm người ta, tự nhiên đem cái hình thức bên ngoài mà ấn vô trong cái mặt mình. Kỳ cục không? Đúng không? Nó nên quý vị thấy không, có nhiều người họ cũng là đọc sách chư tổ sư, nhưng mà cái đọc của họ nó bị mù quáng, họ không hiểu đấy quý vị. Nên những đức mới nói rằng là đọc sách người xưa xem căn tính mình. Thấy chưa? Làm sao cho nó thấy phù hợp. Đó. Rồi bắt đầu bây giờ nghe Bọc Pháp nói buông xả để giảng sanh, buông xả để giảng sanh. Những đức nói cái chuyện mà ai mà hướng dẫn mà nói rằng mà tu tịnh độ niệm Phật mà vợ chồng tự nhiên cách nhau đồ, hoặc là cách phòng đồ, hoặc là ly thân đồ, những đức nói tránh đi, đừng có nghe. Tôi đã gặp nhiều rồi, nhất là trên Đà Lạt rồi tôi gặp nhiều nhất. Cái kiểu nói buông xả, tự nhiên muốn giảng sanh quá, cái hai vợ chồng mới ba mấy tuổi ở chung trong phòng, ở chung trong nhà, mà tự nhiên làm hai cái phòng, cái mỗi người nằm bên, mà thà nằm chung nó thấy bình thường, còn nằm riêng nó cứ là nhìn qua mà nó áp đạn cái kiểu đó đó. Trời, cái kiểu mà lỡ phát nguyện rồi, bây giờ anh với em mà bây giờ muốn giảng sanh đúng không, bây giờ mình phải cách phòng, phải cách ly thân. Trời ơi, lúc phát nguyện thì nó hừng hực, nhưng mà một thời gian á, nó thấy cái mồi sao nặng căng quá, cái kiểu này sao thấy kỳ cục quá. Mà lúc trước thì nằm kế bên còn thấy vợ thấy chồng, còn bây giờ nhìn qua phải nhìn cái tấm vách. Có khi cũng muốn mở cửa qua, nhưng mà bây giờ phát nguyện rồi mắc cỡ quá. Hiểu không? Kiểu đó là cái kiểu ba trợn xảy ra liền. Mà từ đó bây giờ những đứa gặp những cái trường hợp này là cái phần nhiều, đa phần 10 cặp là hết 9 cặp rưỡi thất bại. 10 cặp là 9 cặp rưỡi thất bại. Mà nói về Phật Pháp mà dạy gì là không phù hợp. Người ta là vợ chồng mà làm sao dạy người ta làm gì được. Học Phật là càng học làm sao mà càng hạnh phúc. Mà trong cái hạnh phúc mà dạy người ta đừng chấp hạnh phúc nhân sinh, còn họ muốn chấp thì kệ họ, miễn họ hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà từ từ mình phải dạy họ là cái gì? Hãy nhìn kỹ vào cuộc đời con người đi. Từ đời ông bà cha mẹ mình có ai mà ở bên nhau mãi không? Thì họ nhìn ra rồi, họ sẽ bồi dưỡng hạnh phúc để làm gương cho người đời sau. Nhưng họ biết cái vô thường, sinh ly và tử biệt. Trời ơi. Bởi vậy nghe, cái người hướng dẫn tịnh độ này phải thông tình đạt lý cái chuyện mà xã hội nhân sinh một chút. Nó, chứ nếu không rồi cái kiểu mà đi tu từ nhỏ rồi ưa nói buông xả lắm. Thường là đi tu từ nhỏ là ưa nói buông xả kiểu đó lắm. Hay hoàn toàn thông pháp á, đi tu từ nhỏ là phải thông pháp á, thì mới giảng ra cái chuyện mà nó phải thông tình đạt lý. Chứ nói cái chuyện cái căn tính con người bây giờ nó không đơn giản đâu quý vị ạ. Nó mà nói buông xả nhất thời không bằng. Không bằng là chúng ta tu cả đời. Buông xả nhất thời mà có quạ là không được đâu. Nguy hiểm. Thấy không? Nên mấy cô đây sồn sồn đâu nè. Những đứa không có nói mấy cô là buông xả. Cái buông xả là quý vị, buông xả tham sân si á. Hồi xưa mình tham cỡ nào, bao nhiêu phần trăm mình căng nó tới có bao nhiêu phần trăm. Tham 10 phần, đúng không? Bây giờ mình tham 7 phần. Xuống 3 phần cũng ngon rồi đúng chưa? Xuống là được rồi, đừng có lên. Rồi tu thêm vài năm nữa, còn tham 5 phần. 5 năm nữa, còn 3 phần. Rồi 3 phần được rồi giữ gì đi. Bởi vì không còn tham gì luôn hết trơn, bởi vì sống với con người ta bình thường không có được nữa. Tại vì con người ta tham tới 10 phần, bởi vì tham 3 phần.
Vì không có tham gì hết trơn thì quý vị không có sống được với họ. Họ không có tiếp nhận quý vị được, hiểu không? Quý vị phải có tham một chút, nhưng hiểu được nguyên lý của cái chữ tham. Sân hận ngày xưa 10 phần, bây giờ tu 5 năm, sân hận còn 5 phần. Đúng không? Còn 5 phần cũng dữ lắm đó nghe. 5 năm nữa, sân hận còn 3 phần. Thôi 3 phần giữ đó được, 3 phần sân hận. 7 phần tín nguyện, 3 phần sân hận, chúng ta đạt tiêu chuẩn vãng sanh. Hiểu chưa? Làm sao bỏ hết sân hận ở cõi này? Không. Si mê là ngu si. Chúng ta 10 phần ngu si, tu 5 năm sau giảm 5 phần ngu si. Tu thêm 5 năm nữa giảm thêm 2 phần còn 3 phần. 3 phần ngu si giữ. Phải có ngu thì mới sống được trong cuộc đời này. Hiểu chưa? Quý vị hoàn toàn khôn, không ai dám chơi với quý vị chứ, khôn quá. Có khi mình cũng ngu để cho nó gạt cái nó mới phái. Hiểu không? Vậy thì mới độ được chúng sanh nó dễ một chút. Đó. Nên quý vị phải biết được ở cái cõi này dứt tuyệt thì không làm được rồi, giảm tối đa thì được. Căn bằng làm sao mà tín nguyện niệm Phật vãng sanh phải cao hơn vì thành công. Quý vị phải nhớ tham sân si và tín nguyện niệm Phật trì danh là cùng chung một đoạn đường để cùng tiến. Tiến đến mục tiêu, quý vị hướng nào đi mạnh? Nếu như tham sân si mạnh thì quý vị đi đến đích đó là chỗ nào? Tam đồ ác đạo. Còn tín niệm Phật vãng sanh mạnh 70% thì quý vị nhất định sẽ đến mục tiêu đó là ở đâu? Cực lạc thế giới. Đó, cùng chạy đua mà. À, bây giờ quý vị chọn bên nào là bên mà quý vị tiến thì chọn đi. Tùy quý vị à, đây bài học này để cho quý vị rõ ràng thấy rồi đó. Chọn đi. Chọn điểm nào để mà đi, chúng ta không cần bắt buộc ai hết. Đó. Đi thì cùng đi chung, nhưng mà đến mục tiêu thì mỗi người tự chọn. Đến mục tiêu thì mỗi người tự chọn. Vợ chồng con cháu thân bằng quyến thuộc, chúng ta mỗi người chọn đi. Chúng ta không cần ép ai hết trơn. Vậy thì vô cùng là tự tại. Chúng ta hãy hiện tướng mình tu cho tốt đi. Hãy hiện tướng mình tu cho tốt đi. Tu sao mà cái mặt gặp nhau ha ha. Chứ đừng có gặp mặt nhau hu hu. Hiểu không? Hu hu là không được rồi. Đó là cực lạc an vui mà niệm Phật mà cái mặt đó ngày. Cô già phải vui ghê bất cứ. Đúng không? Nên từ nơi đó. Thấy không? Quý vị biết chùa mình á, từng nào cũng như vậy mà quý vị vẫn cười. Mà cười thiệt nghe. Chứ không phải là xã giao mà cái kiểu. Này là cười thiệt thà luôn á. Nhận đức thấy rõ luôn mà có nhiều cô mà bác cười chút có làm nè. Ra cho đức hỏi, ủa sao mà cô từng nào cô cười mà cô cũng làm vậy? Bác nói là mấy xa hàm mới chịu nổi. Mỏi hàm quá. Hiểu không? Tại vì sao? Vì cái pháp vị. Vị nhớ nè, bao nhiêu con người này đang ngồi đây nha, bao nhiêu con người này đang ngồi đây mà thiện tâm phát ra nha, và niệm Phật phát ra nha, thì cảm với bổn nguyện, cảm về tất cả cảnh giới thiện hết luôn. Mà cảnh giới thiện và cảnh giới chư Phật và bổn nguyện Phật mà phóng quang nhiếp thọ ở đây, thì quý vị biết sao? Quý vị đang tắm mình trong quang minh. Nên tại sao quý vị ngồi quý vị thấy thích thú vô cùng, biết không? Vì tắm mình trong quang minh. Nên có nhiều bà mà ngồi tại chỗ ngủ luôn. Nó phê đến mức mà trời ơi, ngồi chỗ đông người mà ngủ luôn. Thì quý vị biết cái này là cái nghĩa là thấm quá. Quang minh thấm quá. Nên mà ngồi tại chỗ mà nó vô định luôn quý vị. Có nhiều cô mà, có nhiều cô có nói công nhận thầy, công nhận thầy giảng gì đâu mà ở nhà con còn ngủ nằm, ở đây con ngủ ngồi không? Tại vì sao? Định sâu quá. Ngồi ngủ mà con không té nha thầy. Tại vì bị hổm cái chú Tâm Nhiên ông quay phim lại đó. Mà con ngồi con ngủ mà ông gửi cho con cái hình ảnh mà con thấy trời, công nhận gì mình tu giết mà mình ngủ giỏi thế ghê trời. Con ngồi gì mà con ngủ mà ngon lành mà thẳng người luôn thầy. Nghĩa là mày biết ra quang minh phổ chiếu mà nó tiếp nhận mà thấm quá đó. Giống như là nó đói quang minh từ nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ mà được hưởng quang minh quý vị, tự nhiên con người nó sảng phái, tự nhiên nó an lạc, nó tự tại mà ngồi tại chỗ mà. Hiểu không? Nên đó là quý vị biết nghe, không phải đơn giản. Tại vì quá đông người đang ngồi ở đây nghĩ về thế giới cực lạc, đang tán thán tịnh độ Di Đà, thì Di Đà phóng quán.
tán thán Tịnh Độ Di Đà thì Di Đà phóng quang chùm xuống. Nên có cái bà cô kia mới nói con là thầy biết rằng con là ưa bị bệnh tim mà thở là ưa. Mà vậy mà con vô đây mà trời ơi gì đâu mà con ngồi ở đây mà con thở. Tại vì sao? Vì bà được hưởng quang minh. Quang minh là một cái lực từ trường mà giúp cho bà đầy đủ khí lực để mà bà thở thoải mái. Thấy chưa? Nên những đức nói bị ngồi trong đây khỏi cần trang điểm nó cũng đẹp. Mặt tự nhiên hồng hồng hồng. Tại vì sao? Khi con người mình mà vui cười đó quý vị, khi mà vui cười đó nghe, thì máu huyết lưu thông, thấy không? Nó làm cho mặt tự nhiên hồng 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 lên. Mà máu nó bơm lên não, khi bị vui nghe, máu nó bơm lên não, nó làm cho bộ não bị sảng khoái. Mà bộ não mà nó sảng khoái rồi đó nghe, thì trạng thái toàn thân thể bị thích thú vô cùng. Mà bộ não nó bị thiếu máu á, thì bộ não mà thiếu máu là sao? Cho vị biết nghe. Vì muốn cho bộ não đầy đủ máu là phải làm sao? Niệm A Di Đà Phật không được buồn ngay để trong tâm là não đủ máu liền. Cho vị biết khi mà bộ não mà đủ máu rồi nó thông minh, cực kỳ thông minh luôn. Đó cho vị biết, bộ não là cái đầu sỏ chính nhất để giải quyết toàn thân này nè. Nên con người mà khi thần kinh rồi là đúng là uổng cuộc đời của họ. Nên nhiều đứa bé bây giờ mà cha mẹ mà thấy tội nghiệp cho con không? Nó học đến nỗi mà nó căng thần kinh. Vậy thì đứa này tương lai sắp sửa tiêu đời. Con người chỉ cần còn được bộ não này là còn cơ hội. Con người mà mắc bộ não này là cứ như là tiêu rồi. Nó có nghĩa là như là mang thân người mà như người máy. Không có còn cái gì đặc biệt nữa, chẳng hiểu không quý vị? Nên con người phải cần biết bồi dưỡng cho cái bộ não này. Mà cái cách bồi dưỡng cho bộ não này là phải làm việc làm sao đừng để nó quá căng thẳng. Quý vị phải nhớ này, dù là lo cho chồng cho con cực khổ cỡ nào nhưng phải làm sao cho nó giảm chết tối đa con người, đừng để cho nó căng thẳng thần kinh quá. Có nghĩa là làm sao cho bộ não này được nghỉ ngơi. Bằng cách nào? Niệm Phật. Bằng cách dịu dàng niệm Phật. Hiểu không? Có những khi niệm Phật rất là nhanh, có những khi niệm Phật rất là dịu dàng. Có khi chúng ta nằm thư thớ và nghe câu Phật hiệu, không cần niệm luôn. Để làm chi? Miễn làm sao mà trạng thái tâm mình nó thoải mái, bộ não mình được nhẹ nhàng giảm chết tối đa. Thì quý vị biết cách để mà áp dụng câu Phật hiệu để mà giúp cho quý vị sống tự tại an vui. Những đức nè, nhiều công việc nè, có khi căng thẳng nè, biết cách điều chỉnh lại. Rồi có những cái sợi dây trong não như đức mà nó căng ra, nó chuẩn bị đứt cái bực. Vậy mà những đức dặn ốc lại, dặn ốc xả lại, đúng không? Nghe sợi dây kia thẳng quá, đúng không? Những đức phải làm việc bên đây cho nó nhẹ nhàng lại. Nó chứ không có giỡn đâu, nếu không bực. Kiểu như bực một cái là sao? Tiêu liền chứ không nói vòng vo chứ, nghe không? Nó nên cái quan trọng vô cùng là chúng ta mỗi ngày vui là một cái trạng thái để làm gì? Để tích tụ nguồn năng lượng cao nhất. Con người mà thường vui là tích tụ nguồn năng lượng cao nhất. Khi mọi người gặp con người này là ai cũng thích thú con người này. Nên quý vị biết hướng người ta về cực lạc là cái quan trọng hướng người ta vui. Hướng người ta về cực lạc là quan trọng hướng người ta vui. Vui là nhân để sanh cực lạc. Còn nếu như cái người hướng người ta tu Tịnh Độ mà hướng người ta bằng một cách tiêu cực nặng nề ở cõi ta bà, vậy ai tu Tịnh Độ? Chỉ nghĩ ở thế giới cực lạc mà không đem cái tâm trạng vui vẻ để áp dụng vào nhân sinh của con người, vậy ai tu theo quý vị? Bây giờ chúng ta muốn về cực lạc mà hoàn toàn ở cõi ta bà này chúng ta không có một cái mối quan hệ tình cảm gì đặc biệt để mà hỗ trợ cho chúng ta đi về cực lạc, làm sao quý vị về cực lạc? Quý vị chỉ biết cực lạc mà quý vị không biết con người ở cõi này, vậy tâm từ bi ở đâu? Hiểu không? Bây giờ những đức nhiệt tình, những đức hướng dẫn quý vị như vậy, chúng ta cùng tu để về cực lạc. Nếu như những đức nói thí dụ những đức đi về cực lạc chỉ có một mình thì về chển Phật A Di Đà dẫn là vô cùng hoan nghênh. Tại vì sao? Thằng đức nó làm nhiệt tình quá, ngày nào nó cũng giảng, nó nói khô cuốn họng mà tại mấy đứa kia nó không gì. Ngài thấy rõ ràng, đúng không? Đó, còn nếu như mình ngồi mình niệm Phật có mình về cực lạc, Đức Phật A Di Đà ngài ngồi xuống,
Ngài không đứng nữa. Tại vì sao Ngài ngồi? Ngài nói rằng mày chưa nhiệt tình đức ơn. Đúng ra là tao đứng rước mày, nhưng mà mày không nhiệt tình nên tao ngồi. Chứ không, chứ không có giỡn đâu nghe. Tại vì sao? Mình chưa hết lòng hết dạ. Mà Đức Phật A Di Đà Ngài nói rằng đệ tử của ta là phải nhiệt tình. Phải nhiệt tình. Dù giúp người ta được vài bước cũng phải giúp, chứ không được bỏ. Chư Phật giúp chúng sanh vài bước cũng giúp, giúp hoài, giúp vô lượng kiếp, giúp chừng nào tới cái thế giới cực lạc thôi. Còn mình thì mình không chịu giúp là không được, hiểu không? Đủ duyên mà không chịu giúp là thiếu tâm từ bi. Nên á, từ người trên cho tới người dưới, ai xuất gia cư sĩ đều phải nhiệt tình đem Phật pháp để mà nhiệt tình cho người ta được nhờ. Như vậy thì cuộc đời của mình đi tu nó cũng thấy xứng đáng. Quý thầy quý sư cô từng nào cũng đi đến đây, tịnh độ này đặc biệt lắm quý vị ơi. Bồi dưỡng đi, trời ơi, bồi dưỡng đi nguyên một cái dàn xuất gia mà đi đến chùa mình, mà mai mốt mà phân tán lực lượng ra mà đi độ sanh chắc cũng không phải đơn giản. Nói thiệt tình mà nói, như những đức cũng là tha cái dạng mà gọi là ngoài đời tàu lao chứ đâu hay ho gì đâu. Tàu lao đó. Vậy mà bây giờ con phát tâm làm được điều này mà, đúng không? Nên những đức tin rằng con tính con người ai cũng có thể làm Phật được, và ai cũng có thể độ sanh được. Chỉ cần nắm cái môn tịnh độ này mà tin mà niệm đi, đặc biệt lắm. Thì tức khắc mình tu sao mình dạy người ta làm gì? Tu sao dạy người ta làm gì đó? Mình niệm Phật dạy người ta niệm Phật à? Nhưng một câu Phật hiệu cứ dạy đi, để bây giờ thấy cái lợi ích của nó. Khỏi cần nói gì ông do tâm quắc. Ai nói mình dốt không hiểu, à tôi không biết cái gì. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, à tôi không biết. Hỏi cái này kia không biết. Hỏi lý luận này kia không biết. À, rồi có cái gì nghi ngờ, ai với đạo Phật. Muốn gì đọc lời tổ sư, trong đó có lý giải hết trơn, vô đó đọc giống á. Còn tôi không biết. Ngu ghê, A Di Đà Phật. Đúng không? Ngu ghê, A Di Đà Phật, đúng không? Học ngốc. Học ngu phu ngu phụ vậy thôi. Nhớ, lý giải là sai. Hoàn toàn sai. Nói hả, lý giải tịnh độ, pháp môn tịnh độ Phật nói là không thể nghĩ bàn. Lấy trí phàm phu mà để bàn cảnh giới Phật, có việc này không? Càng bàn càng sai, càng nghĩ càng sai. Chỉ có niệm A Di Đà Phật là đúng. Càng bàn càng sai, càng nghĩ càng sai. Chừng nào quý vị thâm nhập cảnh giới của Phật đi rồi bàn nghĩ. Còn bây giờ chúng ta có thâm nhập gì đâu mà bàn mà nghĩ. Nên ai hỏi mình cái này cái kia, không biết. Hỏi không biết, ngu, A Di Đà Phật. Rồi là xong, phải re. Bây giờ nó nói mình ngu một cái mình trả lời lia lịa chứ mình sai liền đó. Hiểu chưa? Nói mình ngu mình A Di Đà Phật. Ngu kệ, miễn Phật Di Đà rước được rồi. Hiểu không? Còn hơn mày khôn, mày khôn mà tâm đồ ác đạo rước mày. Hiểu chưa? Nhớ nha. Cái cõi này nhiều người khôn đều đi vào tam đồ ác đạo hết trơn đó. Cứ cho mình khôn mà tự lý giải, tự biện bạch, tự nói đủ thứ. Nó rồi cuối cùng đi vào tam đồ ác đạo đó. Cứ làm kẻ ngốc niệm Phật đi, chắc chắn quý vị sẽ giảng sanh đó. Hoa sen mọc từ miệng ra đó. Không, hoa sen mọc từ miệng ra đó. Nên mình nhớ là cái bà đạo trong chùa mình, bà hát cái bài hát á. Trời ơi, đúng là bà đạo này, bà có duyên, ngộ ghê. Bà hát bà chế thì sao? Đi đến chùa, bà là gì đó nghe. Đi đến chùa, nghe tiếng chuông, em thập buông. Thấy không? Nghe tiếng mỏ, em tập bỏ. Bà đạo bà cũng hô những đức. Bà mà nói tiếng chuông thì bất cứ nghe tiếng chuông. Còn cái tiếng mỏ của bà còn dữ nữa, nghe tiếng mỏ. Trời ơi, bà thì bà có duyên gác đạn luôn á, chứ không giỡn đâu nghe. Thì thấy người địa Phật không? Mà cái câu Phật hiệu vị thấy hay không? Ca cái gì ca mà quên cái là mấy bạn A Di Đà Phật, A Di đấy chưa? Hay không?
Quý vị ca cái gì người ta cũng không biết, nhưng mà ca A Di Đà Phật là người ta ca theo. Đúng là cái pháp môn thù thắng. Thấy chưa? Nó đúng không? Nghe tiếng chuông em tập bung. Không ơi, như thuyết giảng có nhiều cô chứ bị liệu theo lắm nghe. Mình làm sao mấy bà làm ghi ra vậy à? Có nhiều bà nghe tiếng chuông em tập bung, như Đức vừa buông Đức chuông cái mỏ bả dưới bà cũng làm nè. Đúng là nó cảm tần số quý vị. Chịu không nổi, xin lỗi chịu không nổi. Quý vị thấy chưa? Nên nó từ nơi đóng nó thu hút nè. Thì thấy đông không? Mà càng ngày càng đông nghe. Tại vì sao? Chỉ có đặc biệt tiêu chuẩn là gì? Cười nhiều. Quý vị nhớ nè, khi quý vị hoàn toàn cảm với cái niềm vui thì quý vị ở trong niềm vui, chỉ cần kích nhẹ thôi là cười liền. Đủ điện. Hiểu chưa? Còn bây giờ quý vị dẫn có người mới đi lần đầu tiên nghe, bị cười quá trời cười luôn, họ mắc cười dữ lắm luôn, thì họ giỏi lắm. Mà cười mới mặt ngộ lắm. Thằng vậy đó, họ đi ba lần sau là mà chưa ra tiếng nghe. Ba lần sau mà mới có, chưa ra tiếng à, ba lần sau nữa. Thấy chưa? Mà lên cơn liền đó. Quý vị biết nguyên một cái vàng này mà mỗi lần cười là là quý vị biết là cái tần số cười á nó nhập tâm luôn rồi. Nên tự nhiên vô một cái tần số này một cái là nguyên một cái vàng này ai buồn cỡ nào cũng mím mím. À, tại vì sao? Vì quá nhiều người cười nên nó làm cho tần số cười mình phát triển. Phải cần như vậy. Bởi vì cái người mà không biết cười là ở đây. Ở đây ngày Chủ Nhật cười cách nào cũng được, miễn cười là được rồi. Nó có cái cô kia mới nói: trời ơi thầy, con nghe thầy nói mà cái bà miệng méo mà cười hết méo. Con cố gắng con cười cho cái miệng con hết méo. Mà con không phải là bị bệnh mà méo miệng, mà là từ khi đẻ ra méo miệng có chuyển không thầy? Nhưng Đức nói bà mới đẻ ra mà méo miệng, có nghĩa là tốt nghiệp miệng méo. Như vậy thì làm sao bà hết méo? Chỉ có một cách thôi, là bà phải đánh tan cái tâm méo. Trời ơi, đánh tan cái tâm méo. Bà nói thầy nói câu này hơi cao, con không hiểu. Nói, không hiểu thì bà niệm Phật đi. Thấy chưa vậy? Nhớ nha, người ta bị bệnh là hiện báo. Mà hiện báo mà tu thì có thể chuyển hiện đời. Hiểu chưa? Còn nếu như quý vị túc báo là sanh ra là miệng méo, mà muốn tu mà chuyển được cái túc nghiệp là phải tu cực kỳ mà gọi là dụng công. Mà dụng công mà gọi là nhiệt tình, dụng công dữ lắm nó mới chuyển được cái túc nghiệp. Mà túc nghiệp là khó lắm. Túc nghiệp chỉ có dẹp được túc căn là tâm. Hiểu không? Cái tâm mình chuyển được là mình không bị cái miệng méo này nó buộc ràng mình nữa. Tu đến cái mức mà không còn thấy được cái tâm mình mặc cảm với cái miệng méo thì đạt. Cũng như bây giờ quý vị coi những đức hô mà làm sao mà bằng hoàn toàn được, đúng không? Chỉ có cái tâm là không còn nghĩ mình hô nữa. Chỉ có dẹp được cái tâm này, còn cái bên ngoài là phải hô. Bên ngoài là phải hô. Thấy chưa? Thấy chưa? Mình phải như vậy. Giống như bây giờ mình què. Nếu như mình què mà mình niệm Phật mà mình hết què, từ khi sanh ra là què rồi, niệm Phật mà không còn què nữa thì cái chuyện này nó kỳ cục quá. Đối với nhân sinh con người là giống như mê hoặc chúng, hiểu chưa? Mà Phật pháp thì nó không có mê hoặc chúng. Thì quý vị biết rằng niệm Phật đến cái mức mà không còn cái tâm nghĩ mình mặc cảm với cái què, đúng là Phật pháp này quá hay. Quá hay. Vì sao? Vì đánh tan cái tâm què. Trời ơi, quá tuyệt vời. Thấy chưa? Nên tất cả những con người mà mình xấu chỗ nào mà bị dính cái tâm chỗ đó là phải tu làm sao, niệm Phật làm sao mà dẹp cái tâm đó luôn. Thì đúng rồi đó, đạt tiêu chuẩn liền. Thấy chưa? Thí dụ như bây giờ mình ngày xưa mà mình lùn đi, mình thấy nhiều người mà ngưỡng mộ người ta cao á, mình mặc cảm, trời sao mình lùn giống như hột mít. Tu từ từ rồi mắc cái tâm lùn, thấy không? Thì tự nhiên mình nói lại một câu với mình là lùn có cái lợi thế của lùn. Lùn có duyên lùn, chứ không phải giỡn nghe quý vị. Người nữ có những người nữ lùn mà có duyên lùn nghe, chứ không phải giỡn đâu. Từ nơi đó mà mình phát triển được cái ưu thế của mình thì là hay.
Cái người mà học Phật á, là mình phát triển được ưu thế của mình. Ưu thế nó không phải hoàn toàn chỉ có đẹp không đấy quý vị à. Cái xấu nhất mà quý vị phát triển được cái ưu thế của xấu nhất, quý vị nhớ nè, cái cõi đời này xấu nhiều, đẹp ít. Nếu như quý vị học Phật mà từ cái xấu mà quý vị điều chỉnh được cái xấu, phát triển được ưu thế của cái xấu, thì quý vị đạt tiêu chuẩn độ sanh rộng. Giống như chàng nít cục tay cục chân, hiểu không? Nhưng mà ông đã phát triển được cái ưu thế tật nguyền của ông, nên ông nổi tiếng khắp nơi trên toàn thế giới. Đó. Nên một con người mà xấu xí vô cùng mà tu mà trở lại trạng thái tự nhiên vui vẻ, không còn bị cái xấu xí đó buộc ràng, thì quý vị sẽ phát triển được cái ưu thế xấu của quý vị để độ sanh vô cùng rộng. Hay lắm đó quý vị à. Thí dụ như bây giờ quý vị bị chồng bỏ, khổ te tua, khóc lóc sùm. Vậy mà quý vị đi đến đây vì tu, vì niệm Phật, làm sao mà quý vị không còn khóc nữa. Tự nhiên mọi người người ta gặp quý vị nghe, tự nhiên vừa gặp quý vị vui vẻ vô cùng. Người ta mới lợi, người ta hỏi: chị, tôi thấy lúc trước mà ảnh bỏ chị khổ quá trời khổ, mà sao mà tôi thấy lúc này chị vui dữ vậy chị? Nói chị gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp à, chị nghe Phật Pháp rồi chị chuyển cái tâm rồi, mà nghe thầy giảng đúng tình đúng lý, khổ thì nó cũng bỏ rồi, bây giờ mình khổ còn chi nữa, khổ cũng phải sống em mà. Nghe Phật Pháp hiểu rồi, thôi thiếu nợ thì trả đi, than oan làm gì, thấy không? Tự nhiên người ta nói, bắt đầu nó đồn ra nghe, nó đồn ra: trời ơi, cái chị đó, chị đi chùa bữa nay mặt tôi rối á, trời ơi. Mình chắc hỏi chị có chùa nào chắc mình cũng đi. Thấy chưa? Thấy không? Nó thấy mình an vui, nó hỏi lỡ hỏi chị: chị đi chùa nào à? Cái mình nói: hỏi anh chị à? Mình bộ kênh nghe, hỏi anh chị: cho em đi theo chứ. Đi hả? Lỡ đó phải lo tu nghe chưa? Chùa đó mà đến không tu bắt mình ở lại luôn. Lỡ em gán tu. Chị tu đó mà bây giờ chị vui á, em mà đi theo chị là phải tu nghe không? Lỡ ngồi nghe Pháp đàng hoàng nghe. Em nghe lời chị. Thấy chưa? Mình an vui người ta hỏi mình vẫn đi liền. Thấy chưa? Chính cái hành động an vui của mình thôi người ta hỏi mình. Hỏi mình, thấy chưa? Chỉ cho đi. Chỉ một người đi niệm Phật còn hơn đem bảy báo cúng dường trăm năm. Trời ơi, cái việc làm này đại phước duyên. Nên tất cả những người mà nghe Phật Pháp nghe vui, không có buồn phiền gì nữa chứ. Ăn trộm ăn cắp không còn một cắt bạc. Ngày mai hai vợ chồng uống nước lạnh chơi được không? Thử coi được không? Quý vị biết rằng nghe, không chấp nhận thì cũng mắc sạch nhách rồi còn gì. Bây giờ làm kỳ cỡm bao nhiêu năm nay được số tiền, tự nhiên anh em bạn bè đến nói năng này kia đem nguyên số tiền cho mượn anh luôn. Tin tưởng hoàn toàn, nhà giàu mà, cho nó mượn làm gì nó lấy. Đưa nó một phát, nó dứt một phát, mấy năm kỳ cỡm ôm đi hết trơn, không trả ăn cắt nào luôn. Bây giờ học Phật rồi sao? Ai với đạo Phật chứ sao? Chứ không lẽ khóc lóc nó có trả đâu mà khóc, phải không? Bình thường luôn, khỏi cần nói cho người ta nghe. Nói cho người ta nghe thì bắt đầu là người ta nói này nói kia. Mà nói này nói kia thì mình sanh phiền não. Im, đừng nói gì chứ nha. Đừng báo ở đâu chứ nha. Nếu như mà của này sớm muộn gì nó cũng trả lại thì tự nhiên một ngày nào nó trả à. Còn nếu như mình đã thiếu nợ nó lấy rồi thì dù mình có đi báo nó cũng không trả nữa, mà còn tốn tiền báo không? Hiểu không? Nên từ nơi đó cái người tu mà mắc của đó là thoải mái lắm. Tại vì sao? Trả nợ bây giờ, chánh nợ tam đồ. Thiếu nợ bây giờ mà không trả hả? Muốn trả tam đồ hả? Trả bây giờ nó có chút xíu, trả tam đồ nó bự tặng hư không. Thấy chưa? Nên khi mà mỗi lần mà ai mượn tiền mà không trả mà vứt, A Di Đà Phật.
thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Thấy chưa? Là xong rồi. Hiểu không? Nó nên nó gặp mặt đụng mặt cái rầm mà đang giật nợ mình nghe, gặp mặt đụng mặt cái rầm, gặp ai với Đà Phật. Bình thường. Vì sao? Tự mượn tự hiểu, nói dòng gió gì nữa. Còn đã không trả rồi, không lẽ giờ nắm áo kéo lưng? Được gì đâu. Đúng quý vị. Đó, nếu quý vị mà đạt cái tiêu chuẩn vậy đúng là người tu rồi đó. Không nói dòng do chứ. Nhưng mà cuộc đời bị con có thiếu đâu. Sao mà thiếu? Trong mạng nó có tiền mà sao thiếu? Nó lấy đâu này nó có đâu kia, lấy đâu kia nó có đâu nọ, lấy hết trơn trên trời gớt xuống. Vị nói chuyện giỡn hả? Trời ơi, trong mạng mà nó đã có tiền rồi, không có ai mà ngăn được cái cửa tiền bạc vào. Trong mạng mà nó đã không có tiền rồi, khỏi càng ngăn nó cũng không vô. Hãy tin chỗ này chứ. Học Phật phải hoàn toàn tin định luật nhân quả thì tự tại vô cùng. Nên tất cả những người mà bị lấy của mà nghe công đoạn này cái, quý vị suy nghĩ kỹ nha. Khổ đau khi bị lấy của là mắc cả chì lẫn chài. Mắc của rồi vẫn tự tại thì kẻ này mới là đúng là bậc trí. Đúng không? Chồng bỏ mà khóc là khờ lắm. Chồng bỏ mà cười là khôn lắm. Quý vị coi nè, ngày xưa chúng ta là một con chim tung tăng nhảy múa, truyền qua cành này, truyền qua cành kia, có thể nhìn hoa thơm cỏ lạ thoải mái, nhìn đường phố thiệt đông người. Nhưng có một ngày nọ, có một con chim đực đến và nó hót. Chúng ta đã không cầm được cái lòng mình, đã thích tiếng hót của nó. Cuối cùng chúng ta đi theo con chim đực. Con chim đực này nó nói rằng: này chim cái ơi, tôi có một cái lòng son rất là đẹp, chim cái hãy theo tôi, chim cái hãy vào lòng son này đi. Chúng ta đã không cầm được lòng mình, tưởng đâu đó là một thiên đường hạnh phúc, chúng ta đã vào chiếc lòng đó và chim đực đã đóng cửa lại. Chúng ta đã chịu mấy chục năm ở trong chiếc lòng son đó, gọi là chim lòng cá chậu, hiểu không? Đến hôm nay chim đực cảm thấy ngao ngán rồi. Chim đực mở chiếc lòng ra và chim đực nói rằng: này chim cái, mày bay đâu thì bay đi, tao không cần mày nữa. Thì chim cái đã dính mắt chim đực nhiều năm quá, đúng ra đã được thả ra khỏi lòng rồi, nhưng chim cái không chịu bay đi và chấp nhận ở trong lòng để chờ chim đực. Thiệt là ngu si vô cùng. Hiểu không? Đúng ra là cái ban đầu dại khờ vào lòng son, vài chục năm mở lòng son ra cho đi, thì mình nói rằng: cảm ơn chim đực đã tha cho bà. Hiểu chưa? Thôi ơi, bây giờ chồng bỏ là có nghĩa là nó đã tha cho mình rồi đó. Bây giờ chúng ta trở lại ngày xưa, chúng ta có thể tự ý ngắm nhìn hoa thơm cỏ lạ. Chúng ta muốn đi đâu thì đi, dại khờ chi mà ở trong chiếc lòng son buồn bã thế. Hiểu không? Nên tất cả những người mà nói đây không phải là kêu quý vị bỏ chồng, mà là dính rồi thì phải chấp nhận chiếc lòng son mà niệm Phật. Còn nếu nó mở lòng ra thì chúng ta bay cho đã đi. Hiểu chưa? Trời ơi, bây giờ được cái gì cũng vậy, chỉ cần nó thả ra là mình bay liền. Chúng ta bay lên cành cao, chúng ta nhìn lại chào chim địch nhé. Chiếc lòng son của chim địch nhỏ thế, bà vào chùa hộ pháp có lòng to hơn. Đúng không? Nên mấy bà đây nghe, bà nào chồng bỏ chồng chê về chùa hộ pháp lòng bự vô cùng. Thấy chưa? Hồi về đây tha hồ mà tung tăng. Thấy chưa? Mỗi ngày vui vẻ vô cùng. Nhìn
nhìn qua giấy nở rộn ràn. Thấy chưa? Ồ, quá tự tại, ba buổi cơm không cần bận tâm đến. Mỗi ngày lên niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bước xuống A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chát cơm mà thôi. Đúng không? Quá tự tại. Đúng là một hoàn cảnh tuyệt vời. Thấy chưa? Nên tất cả các cô mà không chồng bỏ chồng chê, yên tâm, chúng ta đã gặp nhau rồi. Hiểu không? Có cơ hội rồi đúng không? Còn mấy cô trẻ thì đừng dại khờ nhé. Đã phân tách rõ ràng rồi đấy. Đừng khờ dại chui vào lòng son nhé. Hiểu không? Bây giờ đi hỏi với bà già đi, phải chui vô lòng son đó trả cái giá đắt đắt chưa? Trời ơi, vào lòng đó ban đầu tưởng đâu ngon lắm. Nó ép ra 7 đứa con. Khóc mẹ, khóc cha. Kêu trời, kêu đất không ai biết được, trời ơi trời. Ban đầu nó ép một đứa thôi thì mình kêu cha gọi mẹ. Nói rằng từ đây về sau tao không có chịu đâu. Nhưng mà thời gian nó cứ hót cao hoài. Cứ lặng lặng như vậy mà 7 đứa liên tục ra. Trời ơi khổ thấy ghê. Hiểu không? Nên thôi gặp nhận đứt rồi là có cơ hội rồi đấy. Đúng rồi. Thấy không? Không nói thiệt tình mà nói, chúng ta gặp nhau ở cuộc đời này gì là quá đặc biệt quý vị ơi. Không. Chúng ta mỗi ngày tin có thế giới cực lạc thì nhất định mình sẽ thường an lạc. Tại mình tin thế giới cực lạc nên mình an lạc. Mình chỉ cần tin thôi, mình niệm A Di Đà Phật, mình nhớ thế giới cực lạc thôi là mình đã an lạc rồi. Cái âm hưởng đó mình đã hưởng được an lạc rồi, không chi là mình về tới thế giới cực lạc. Nghĩa là cái trong tâm mình, dù mình cực khổ, mình gặp một sự cố gì trong cuộc đời mà mình nghĩ rằng là bây giờ mình phải vui, mình trả nợ, mình phải thành tâm niệm Phật, mình phải về thế giới cực lạc mới hết khổ. Còn ở cõi này thì là cái cõi khổ. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói là ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết. Thì rõ ràng là mình khổ thì đúng như lời Đức Phật nói là khổ không thể nào nói hết. Thì mình tin đó là ở cõi ta bà là nó khổ. Còn mình tin có thế giới cực lạc thì tức khắc cái âm hưởng của cực lạc an vui nó cũng giúp cho mình giống như là mình có một cái phương hướng, có một cái tương lai để mà mình cái khổ này mình sẽ không còn khổ nữa, mà mình tương lai mình sẽ về cực lạc mình hết khổ. Nên mỗi ngày mình cứ nhớ thế giới cực lạc, nhớ A Di Đà Phật. Mình muốn về cực lạc thì mình nhớ A Di Đà Phật là mình về cực lạc. Tại vì bổn nguyện của Ngài tiếp dẫn những người niệm Phật. Quý vị phải nhớ rằng là pháp môn tịnh độ này không phải là khó về, mà là ngay cái chỗ chúng ta phân vân về nhiều lắm. Phân vân là không biết niệm Phật có về được cực lạc hay không, không biết niệm Phật Phật Di Đà có rước hay không. Tôi hư hỏng, tôi còn nhiều điều sai quấy, tôi niệm Phật chưa đạt được công phu, tâm chưa được thanh tịnh, còn rất nhiều vọng tưởng. Có nghĩa là chúng ta có rất nhiều cái phân vân đối với bổn nguyện Di Đà. Nếu như chúng ta hoàn toàn tin vào bổn nguyện Di Đà mà niệm Phật thì cái chuyện giảng sanh là không có khó. Đại sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà Quá Thăng, Ngài nói rằng người niệm Phật tính nguyện thì vạn người niệm Phật, vạn người giảng sanh. Cái tính nguyện đây là gầy dựng ngay câu Phật hiệu. Có nghĩa là tính nguyện đây là gầy dựng ngay câu Phật hiệu. Bây giờ Đức Phật A Di Đà nói rằng bây giờ Ngài không cần thiết quý vị là người như thế nào, chỉ cần quý vị là quay đầu chịu niệm Phật và muốn về thế giới cực lạc, và tin rằng tôi quay đầu tôi niệm Phật, Phật rước tôi. Tôi tin 100% như vậy. Tôi chỉ cần tôi tin 100% như vậy. Phật A Di Đà Ngài nói rằng là bây giờ cái người này thiện ác gì không biết, nhưng mà người này quay đầu chân thật niệm Phật, người này muốn về thế giới cực lạc thì Ngài rước. Sợ là sợ chúng ta phân vân rằng mình như vậy mà tại sao Phật rước, mình hư như vậy mà Phật rước cái gì, mình phá thai nhiều lần như vậy rồi nào là mình lấy chồng người ta, lấy vợ người ta, mình trộm cắp tà dâm nói dối đủ chuyện làm sai. Cái chuyện làm sai đó là cái chuyện của túc nghiệp, cái chuyện của nghiệp duyên. Đến cái cõi đời này mình phải như vậy.
Còn cái chuyện mà tiếp dẫn giảng sanh là Ngài nói rằng chỉ cần quý vị tín nguyện là tin rằng niệm Phật Phật rước, tin có thế giới cực lạc, tin có Đức Phật A Di Đà. Con ở cõi này thật sự tu, con không muốn làm sai, nhưng mà vì cái nhân sai ở cõi này nhiều quá nên con vượt quá không được. Nên con quyết chí con phải về cực lạc. Con tin rằng sự từ bi của Phật A Di Đà, con niệm Phật Phật rước con. Con tin 100% như vậy, nên con niệm Phật. Con chỉ còn có trông cậy vào Ngài giúp con. Còn ngoài ra bỏ tịnh độ con không còn một cái pháp nào. Còn tu tịnh độ mà thêm con cũng không tu được luôn. Vì cuối cuộc đời chỉ có một câu Phật hiệu mà có nhiều người còn không nhớ niệm được đây. Không chi mà con kêu con thêm làm sao mà con làm được đây. Nên con tin vào bổn nguyện và Phật A Di Đà cũng biết căn tính chúng sanh là như vậy. Nên Ngài đưa bổn nguyện là câu Phật hiệu để chúng ta được thành tựu. Có nghĩa là Đức Phật biết cái môn này như vậy là thành tựu, làm như vậy là thành tựu. Còn thêm nhiều môn hoặc đặt để đòi hỏi họ phải đạt cái gì thì có nhiều người trở ngại. Chỉ cần người này chân thật niệm Phật và tin niệm Phật Phật rước thì Phật rước. Có nghĩa là nó cảm giác rằng rất đơn giản. Chứ vậy phải biết rằng cái việc niệm Phật giảng sanh nó dễ đến mức không tưởng tượng được, nhưng chúng ta không tin đâu. Không tin nó quá dễ như vậy đâu. Cũng vì ngay cái chỗ không tin đó mà chúng ta không được giảng sanh. Nên á, tại sao mà chư tổ sư nói người niệm Phật giảng sanh nên học theo những người ngu phu ngu phụ. Họ ngu phu ngu phụ với tất cả sở học. Họ không cho họ là người thông minh hiểu biết, trí tuệ gì. Họ không cần phải lý giải, họ không cần phải là hiểu biết cái gì nhiều. Họ chỉ biết niệm Phật thôi. Như vậy mà họ thành tựu, nên họ thành tựu rất dễ. Cũng như câu chuyện của Dương Đầu Ngốc. Có nghĩa là ngốc đến mức mà không biết đếm tiền, đi tiểu không biết tránh người. Nghĩa là thấy vị đứng vị tiểu cho mình vị luôn. Người như vậy đó mà niệm Phật là giảng sanh. Vì sao? Vì họ không biết những thứ khác, họ chỉ biết niệm Phật nên họ thành công. Thì quý vị phải biết cái môn tịnh độ này thành tựu rất dễ, mà ngay chỗ tin hay không tin. Nhưng nhiều người nói tin nhưng là nghi. Thật sự họ nghi chứ không phải hoàn toàn tin. Trong cái nghi thì họ thất bại. Nên hoàn toàn tin thì không có cái nghi. Có nghĩa là tin là đừng có nghĩ mình là như cái gì, hoặc là niệm Phật tôi chưa đạt công phu gì, tôi còn nhiều vọng tưởng gì. Đừng có đặt vấn đề đó nữa. Chỉ biết niệm A Di Đà Phật và niệm cả đời. Và con chỉ muốn là mục tiêu của con là về cực lạc. Chỉ có nhiều cứ giữ hoài, giữ cả đời thì chắc chắn một ngày nào Phật đến rước. Nên cái bài học tập của chúng ta, người tín nguyện niệm Phật thì tin có thế giới cực lạc. Đã là mình tín nguyện niệm Phật thì mình phải tin thế giới cực lạc chứ, đúng không? Còn người tham sân si thì tin có tam đồ ác đạo. Quý vị thấy rõ không? Những cái người dù là học Phật nhưng mà họ tham sân si, đấu đá tranh giành thì họ tin tam đồ. Lạ thay, tam đồ là hoàn toàn họ tin. Người không tu cũng tin. Người không tu cũng tin có âm phủ là tam đồ chứ gì. Có nhiều người không tu họ nói chết đi xuống làm đi xuống âm phủ, hoặc là nơi chính suối là ở tam đồ chứ ở đâu. Thì âm phủ là tam đồ ác đạo, chính suối là tam đồ ác đạo chứ đâu. Mà họ tin có tam đồ. Vậy thì tin có cõi người không? Cõi người mà không tin nữa sao làm người? Cõi người rõ ràng đây còn gì không tin. Vậy tin có trên trời không? Có. Người ta tin ở trên trời. Bây giờ chúng ta nói dễ hiểu nhất là chúng ta tin có ở trên trời, và chúng ta tin có ở dưới đất, đúng không? Rồi chúng ta cũng tin có ở dưới âm phủ, là ở dưới tam đồ ác đạo. Vậy thì những cái này đều tin hết. Vậy thì cảnh giới Bồ Tát có không? Có. Có Bồ Tát là có cảnh giới Bồ Tát. Vậy cảnh giới Phật A-la-hán có không? Có. Có A-la-hán. Thanh văn trong kinh có nói là có cảnh giới thanh văn, hiểu không? Vậy thì Bồ Tát, thanh văn, A-la-hán có, hiểu không? Vậy thì tại sao không tin có cảnh giới Phật? Vậy thì Đức Phật A-di-đà cảnh giới cực lạc là có. Vậy thì chúng ta phải tin có thế giới cực lạc, và chúng ta tin niệm Phật sẽ Phật tướng dẫn mình về thế giới cực lạc, hiểu không? Niệm Phật hoặc tiếp dẫn mình về thế giới cực lạc, mình chỗ này phải tin. Có nghĩa là những cảnh giới kia mình tin, thì tại sao mình không tin thế giới cực lạc? Vì sao không tin? Vì thiếu thiện căn phước báo nhân duyên mà không tin. Cả những người tu nhiều chục năm họ tin tam đồ ác đạo, nhưng lạ thay họ không tin có thế giới cực lạc. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến thế giới cực lạc là chúng ta cảm thấy vui rồi.
Bây giờ có không có gì, bây giờ quý vị tin thế giới cực lạc là vui như vậy, như trong kinh nói thôi. Quý vị chỉ cần đọc qua thôi, quý vị thích thế giới cực lạc thôi là đã vui rồi. Còn trong kinh nói tam đồ ác đạo khổ như vậy thôi thì chúng ta cũng không muốn nghĩ tới rồi. Vậy mà mình mỗi ngày thì tin tam đồ ác đạo mà không tin thế giới cực lạc an vui. Nên mỗi một con người chúng ta phải tin thế giới cực lạc là vì mình muốn về cực lạc. Nhớ. Nên từng chủ nhật nào chúng ta cũng đi đến đây để được bổ túc thêm. Nhớ không? Cái thời gian tu của mình những đức điều tiết lại quý vị thấy không? Cái nải niệm địa chung được 20 phút. Rồi những đức nói chuyện. Tại vì có nhiều người người ta ở khắp nơi nơi người ta về đây. Chứ không phải là chủ nhật nào cũng có cái lượng người cố định. Mà chủ nhật nào cũng có nhiều đoàn lạ đến đây lắm. Có những phái đoàn mà người ta bao nhiêu năm nay người ta nghe mình chia sẻ Phật Pháp mà người ta mới đi đến đây lần đầu. Đây là những đức gặp rõ ràng có nhiều phái đoàn vậy đó. Nên những đức mới ngồi nói chuyện với quý vị tới tiếng mấy đồng hồ. Chứ nói nó cũng mệt lắm chứ không có giỡn đâu quý vị. Nhưng mà tu thì người ta thấy tu được rồi, niệm Phật lễ Phật được hết rồi. Nhưng mà mình nói chuyện, mình động viên tinh thần người ta để người ta gầy dựng tín nguyện, tín tâm. Người ta phát triển cái sự tu của người ta. Quý vị biết rằng cái người mà tu pháp môn tịnh độ này mà tu cả đời là nhờ cái nghe Pháp mà chuyên nhất đó nó mới tu cả đời. Còn niệm Phật lễ Phật không mà không nghe Pháp là nó bỏ tu. Bỏ tu đó quý vị biết rằng khi mà mình niệm Phật mình hứng thú là do mình gặp những cái công đoạn nào mà giảng mà hừng hực cái tâm ngay công đoạn đó. Mình vừa nghe cái kích thích mình cái là mình niệm Phật, nó hứng thú dữ lắm. Còn nếu như mà nó không nghe là nó lạc lẽo là niệm Phật vô vị, là tự nhiên nó muốn bỏ niệm Phật liền. Nên từ nơi đó mà ngày Chủ nhật á, những đức điều tiết cái vị tu thấy không? Cái này là tính cả một vấn đề. Ban đầu quý vị niệm Phật được 20 phút nó định cái tâm. Những đức qua tự nhiên thấy từ trường nó đặc biệt lắm. Từ khi thay đổi cái cách này nó rất là hay. Có nghĩa là niệm Phật 20 phút là nó định. Từ nơi đó mà những đức qua giảng tịnh độ nó đi sâu. Đó, rồi xong quý vị lễ Phật chỉ có nửa tiếng gì sao không lễ 45 phút. Vì ngồi đã lâu vậy là lễ Phật nửa tiếng để nó có được sự an lạc trong giây phút mà nhanh nhất được giữ liền. Nghĩ. Còn nếu như rề ra thêm nữa, sợ từ an lạc nó kéo qua không được an lạc. Giống như là an lạc là nó khỏe, còn không an lạc là nó mệt. Mà khi nó mệt rồi là nó mắc đến sự an lạc, hiểu không? Nên cái gì mà nó khỏe thì nó mới an lạc, thì xong nghỉ liền, bắt đầu là người ta giữ được sự an lạc. Nên từng nào á, nó thèm như vậy nó mới đến. Còn nếu như mà rề ra mà nó mệt á, mà nó mệt nó không được sự an lạc là từng sau sắp sửa đến nó ngán. Quý vị thấy không? Có nghĩa là người ta có thể ngồi nghe gì người ta đau chân người ta thẳng chân được. Mình cho phép mà đau chân thì người ta thẳng chân ra thì nó không có đến nổi. Nhưng mà nó gây dựng được rất nhiều tín nguyện cho cái người người ta được ngồi gì. Quý vị biết rằng ở nhà tuy mình nghe nửa tiếng nhưng mà nghe có khi có những người thì người ta ngồi trực tiếp ta nghe, nhưng có những người vừa nghe vừa làm việc. Nên cái nghe của mình nó không có đi sâu. Mà người ta lâu lâu người ta mới có dịp, có khi mấy năm người ta mới đi đến đây người ta cộng tu nè. Ở xa mà người ta nghe nhà không, mà ta đến đây trực tiếp trong pháp hội mình. Nên từ nơi đó mày bị biết rằng là ngồi nói chuyện một tiếng mấy đồng hồ nó bao nhiêu cái tư tưởng nằm bên trong. Có khi người ta ngồi người ta nghe vậy chứ người ta rất là vui, rất là an lạc. Nên nhưng mà có những người chúng ta cũng đau chân lắm chứ không phải không đau đâu. Thì đau chân thì thẳng chân, so chân được, thấy không? Còn cái chương trình tu của mình là nó theo cái thời khóa như vậy. Từ lúc mà 8:10 niệm địa chung 20 phút là 8:30. 8:30 những đức đi qua bên đây đó, thì từ 8:30 mà cho tới 11:00 thì cái thời gian quý vị biết nó cắt ra từng khúc mà nó cũng thành được mấy tiếng đồng hồ của cái thời khóa tu Chủ nhật. Nó mấy tiếng đồng hồ thời khóa tu Chủ nhật nhưng mà nó rất là nhẹ nghe. Chứ nếu như dùng nguyên cái thời khóa mà mấy tiếng đồng hồ này mà thí dụ như bây giờ niệm địa chung lễ Phật, địa chung lễ Phật mà làm hai tăng như vậy, cái đây là quý vị Chủ nhật nghỉ gì liền đó. Những đức nói Chủ nhật quý vị không về đó. Nhưng mà nhờ cái buổi giảng này nè, Chủ nhật nó mới về đông này 100% luôn đó. Cái buổi giảng này ngày Chủ nhật mới về. Quý vị thử mà những đức nghỉ giảng cái đi là cái lượng người không có về đâu. À 100% luôn đó. Những đức nghỉ giảng là không có về, ít xịt người à. Mà cả những Phật tử mà chuyên tu mà quen mặt bây giờ cũng không về nhiều nữa. Vì sao? Họ nói gì tu ở nhà cũng tu được. Vừa ở nhà tu luôn chứ lại ở đây nghe thầy nói chuyện đâu. Cái đó là cái 100% tâm lý, phần nhiều ai cũng như vậy. Thí dụ như giờ quý vị dẫn người ta đi tu đi, quý vị nói ngày nay có thầy giảng lỡ nghe. Nó làm ta đi nhưng mà nói đi niệm Phật lễ Phật. Cái mấy bà đi được lần lần sau thôi đi.
Tại vì cái cảm giác họ là họ chưa có nghe, họ chưa có hiểu được cái nguyên lý của niệm Phật lễ Phật nó lợi ích như thế nào. Thấy không? Nên cần phải mỗi tuần chủ nhật là nó bổ túc cho tất cả hàng Phật tử mà đa dạng căn tính, người ta được nghe. Hiểu không? Nên mình ngồi mình lỡ đau chân một chút thì mình thẳng chân mình so chân. Làm sao mà cái tâm nó an lạc thoải mái nhất? Trời, mình ngồi mình không nói cái gì, mình chỉ có đau cái chân. Còn ở đây nó nói chứ nó cũng đau cái hàm. Tổn hơi tổn sức còn đau hàm, mới nói chuyện dẫn chơi à. Quý vị ngồi quý vị nói chuyện thử tiếng hồ nói thì biết. Rồi có nhiều người nó không có đủ sức đủ hơi đâu. Cũng là Phật gia hộ, những đứa có cái tiếng đặc biệt á, càng nói càng khỏe. Chứ không phải ai cũng càng nói càng khỏe đâu. Người ta nói một chút rồi cái tiếng của người ta cái kiểu đó sao quý vị nghe hứng thú. Quý vị thấy rõ ràng không? Người ta cũng có cái phần duyên gì của người ta, nên người ta chia sẻ Phật Pháp mà càng nói càng hứng. Chứ ngoài ra nếu nó không có cái duyên đó, quý vị biết rằng nói gan đọc sách vậy đó, nó không có hừng hực đâu. Đó, nên mọi người nó có cái duyên đó quý vị à. Nên quý vị mới nghe được. Những đứa nhìn ở đây tất cả phần nhiều là gương mặt quen nhiều. Có nghĩa là nghe viết mà cảm giác rằng là nó được mồi lửa luôn á. Nghe viết rồi nó mồi lửa, mà viết rồi lòng tin về cực lạc của chúng ta là nó cực kỳ cao luôn. Những đức nói rằng là nhiều Phật tử trong đây đó, họ bồi dưỡng được cái lòng tin về niệm Phật sẽ giảng sanh của họ rất là mạnh. Thật sự rất là mạnh. Những đức nói quý vị đi đến đây mà mỗi tuần chủ nhật thường xuyên mà quý vị nói rằng là bây giờ tu tịnh độ mà con còn nghi ngờ là quý vị thất bại. Thật sự có nghĩa là không còn cái gì mà nghi ngờ. Nghi ngờ rồi vậy là tu cái gì? Bây giờ quý vị tu cái gì bây giờ đây? Bây giờ bỏ tịnh độ vì tu gì giờ? Vì theo cái môn gì mà quý vị còn con đường giải thoát nữa? Vì bỏ tịnh độ rồi là không còn cái cách gì mà mình tu mà mình nói rằng đời này tôi giải thoát nữa chứ. Thôi tu tịnh độ đại đi. Nhiều người ta thành tựu vậy rõ ràng trước mặt mình còn gì nữa chợ. Hiểu không? Nó nên những đức toàn tâm toàn ý chỉ có thế giới cực lạc à. Nên những đức không có một chút gì do dự nữa chứ á. Nghĩa là tu làm sao mà nó không còn có một chút gì do dự chứ. Thì nó đúng là quá đặc biệt. Toàn tâm toàn ý tu luôn, không còn gì do dự nữa chứ á. Chỉ có cái là mình chịu niệm Phật hay không, chứ cái chuyện rước là về cực lạc là Phật A Di Đà thừa khả năng. Ngày cái vèo cái rước cái chùm đi hết chứ. Đừng nói chuyện giỡn chứ. Hiểu không? Quý vị nói cái năng lực của Đức Phật A Di Đà mà bây giờ tặng hư không khắp pháp giới, mà cái lúc đó mà hàng vạn con người đang niệm Phật cầu sanh, bây giờ ngài cũng hàng vạn quá thăng đi tiếp dẫn nữa. Cái năng lực của ngài là vô lượng rồi, nó không còn cái sự trở ngại. Sợ là sợ chúng ta có chịu niệm Phật cả đời hay không. Nhưng mà những đức tin 100% mới bị niệm Phật cả đời là bị vui à. Vui làm gì mình không chịu niệm Phật? Trước nhất là mình hiện đời tu hiện đời vui, cuối đời giải thoát là tuyệt rồi. Thật sự mà nói, người mà niệm Phật cả đời là người này thường vui à. 100% mười mấy năm nay những đức đi tu càng mỗi năm thì càng vui. Không có buồn mà càng ngày càng vui. Quý vị thấy chùa mình tổ chức những chương trình đơn giản, quý vị thấy vui như là chúng tôi buổi tối. Rất là vui, quý vị thấy chưa? Nó có nghĩa là nó không có một cái gì mà bài bản như người ta tổ chức mà quý vị coi cái hình thức mà mê mẩn không có. Mà chùa mình tổ chức là nó cái dạng nhân sinh như một gia đình. Già, trẻ, bé, lớn, bầu, bì, xí cầu que. Thấy không? Có nghĩa là chùa mình tổ chức nó không có một cái gì mà gọi là bây giờ tôi lựa một số người đẹp rồi cao ráo rồi tuổi tuổi chung chung nhau, tôi lựa một số người để tôi tổ chức cái chương trình. Toàn là những con người vậy không ở xung quanh trong cái tổ chức chương trình. Đó gọi là hình thức chương trình. Còn chùa mình gọi là quý vị nhìn sơ qua là vì biết người ta cái tâm người ta làm sao. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều là bình đẳng, nên đến với nhau cho người ta được cơ hội hết. Nói quý vị coi, không có cái gì mà gọi là bài bản hết trơn á. Cái bài bản nhất cuộc đời mình chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn cái chuyện đi đến thế gian này thì ai cũng có căn tính để làm Phật được. Mình đừng bao giờ xem thường một người lùn, một người lé, một người hô. Mình đừng có xem thường người ta xấu. Có những người đẹp mà chưa chắc người ta được giảng sanh. Mà có những người bệnh đau nghèo nàn xấu xí mà người ta giảng sanh sao? Nên trong cái cuộc đời này chúng ta gặp ai chúng ta cũng thấy rõ là họ đều có cái căn tính để làm Phật. Chỉ cần họ chịu niệm Phật thì họ có thể làm Phật à. Nên riêng chùa mình là quý vị thấy chương trình không? Như hồi tối trung thu là quý vị thấy đúng là một cái nhân sinh mà nhiều gia đình người ta vui. Có nhiều bà già bà nói rồi ôi gì đâu mà vui thì vui. Đó. Quý vị thấy rõ không? Người già đâu phải là không chịu chơi. Còn chơi dữ hơn người trẻ nữa. Quý vị thấy hồi tối phải chơi dữ hơn người trẻ không? Hồi tối mà những đức chỉ cần nói lên câu bà cụ già nào thích lên đây nhảy cho lên đây.
chắc ở đây chắc là thôi kín mít quá. Thấy rõ ràng vậy mà còn có mấy bà già nhào lên đó nghe. Nó nhào lên, nhảy tá lả hà binh đó, vì nó chuyện giỡn hả? Đúng không? Thấy rõ luôn. Thì đây là do những đức nuôi người già, những đức nhìn rõ được cái căn tính người già rồi. Họ không phải là người không chịu chơi đâu, mà do người ta không cho họ chơi. Người ta cứ nghĩ rằng là người già là không được chơi. Rồi già rồi mà chơi thì coi ra gì? Trời ơi, họ thích quá trời mà không cho họ chơi sao được. Nhưng mà ngộ thay, mình cho người già chơi vui á nghe. Mình cho người già chơi vui là có đức lắm á. Còn cái người trẻ mà hồi tối mà lên đây nhảy đi, bị người ta nói đó. Người ta nói đó, vậy mà người già là người ta không nói á. Nói vậy đưa người già ra đi là có phước đức à. Không ai nói được chứ á. Vậy mà hồi tối ở đây mà trẻ không mà nhảy đi, bắt mấy cô mà lên đây nhảy đi, bắt đầu bị người ta nói đó. Nó cạo đầu mà nhảy nhót thấy ghê. Cho quý vị biết đó. Nhưng mà mấy bà cụ già là người ta không nói. Thấy người già mà được vậy người ta ngưỡng mộ. Già là người ta ngưỡng mộ. Quý vị biết rằng có những bài hát nha, Nhân Đức cho cái cụ già hát rồi mười mấy bà già nhảy, Nhân Đức quay lên cho công chúng ta coi, công chúng ai coi người ta cũng hoan hỷ chứ. Nó già gì mà vui dữ cái chợ. Mẹ tôi giờ tôi muốn mà vui ngày mà cũng được nữa. Thấy chưa? Đó là cái gì? Đó là cái chỗ niệm Phật mà các cụ hưởng được cái lợi ích hiện đời. Chỉ niệm câu Phật hiệu thôi mà các cụ phải vui gì đó quý vị, thấy không? Nó tối vì thấy rõ ràng mấy bà cụ trong chùa bà nhảy đó, thấy chưa? Kỳ tiêm có bài bản gì chứ nhưng mà vui. Nó rồi làm cho cả công chúng hồi tối cũng sôi động ghê chưa. Nó, nhiều cô ở đây cũng gọi bả cũng dữ lắm á nghe chứ không giỡn đâu. Rồi với chị mình nên cho người ta cơ hội. Bây giờ người ta cứ làm vợ mấy mười mấy hai chục năm nay rồi. Người ta cũng không được cơ hội như chim sổ lòng. Bây giờ cơ hội đi vô chùa hộ pháp mình là chim sổ lòng. Nghe không? Nó nên mấy bả vui nên những đức mà gọi là có những chương trình sau này mà chùa mình cái nhà ăn mà xong á, nó cái nhà ăn đó đó. Nhà ăn đó ấm á nghe, ấm á. Nó nên rộng rãi đó, hai lầu đó đặt 40 tivi. Nó từ nơi đó âm thanh đồ ngon lành là cái nhà ăn đó đó. Nó cho quý vị chương trình sinh hoạt đồ này kia cho mấy bà mà đẻ con sanh con cực khổ này cho mấy bà lợi mấy bà vui. Mấy bà giờ có công có quả. Trời ơi, làm vợ mà ông chồng ông có khi ông lo làm ăn không mà không có nghĩ tới. Cho mấy bà này bà được vui vẻ gì ha. Nó nên vậy đó mà sùng sồn gặp nhau vui. Chị em sùng sồn nhau á. Quý vị biết rằng là như cái dịp Tết chùa mình quý vị thấy không? Trời ơi, bao nhiêu người dự chương trình trong dịp Tết chùa mình mà vui quá trời vui luôn á. Đó nên từ nơi đó quý vị biết rằng cái người niệm Phật á, mỗi ngày mình phải vui vẻ an lạc. Cái niềm vui á thì nó không có buồn phiền ai để trong tâm. Mà buồn phiền người ta để trong tâm thì nó không có niềm vui. Quý vị coi bây giờ mình phát triển niềm vui càng mạnh chừng nào thì mình không có buồn giận người ta để trong tâm. Mà cái người mà có niềm vui phát triển mạnh là do để trong tâm câu Ai Di Đà Phật mà nó vui. Còn nếu như mà mình không để Ai Di Đà Phật trong tâm thì bắt đầu là mình để tham sân si trong tâm. Mà tham sân si trong tâm mà để ở trong đó thì nó phát triển bao nhiêu thứ tham sân si ở ngoại cảnh. Nên từ nơi đó mình để trong tâm câu Ai Di Đà Phật thì nó phát triển ra cái tâm từ bi, khoan dung mà tha thứ vô lượng, phát triển ở ngoại cảnh cho chúng ta. Nên ai gặp mình người ta cũng thương, cũng thích. Còn cái người mà tham sân si dễ đầy nó hiện cái gương mặt liền. Cái gương mặt giống như có cái chữ tham sân si trên trán như đó. Mình vừa gặp cái người tham sân si là mình vừa gặp mặt họ cái là. Còn mình mà gặp cái người mà khoan dung tha thứ mình gặp người ta cái là. Hiểu không? Có nghĩa là khoan dung tha thứ là vui, mà tham sân si là phiền não là khổ. Mà tham sân si là tương lai quả báo tam đồ. Vui vẻ khoan dung niệm Phật là tương lai cực lạc đang chờ đón chúng ta. Đó. Đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là Phật pháp cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ nghe và cực kỳ dễ áp dụng. Không? Dễ áp dụng. Nếu như bây giờ Phật pháp chỉ treo trên nóc nhà, treo trên mây thì vị sao làm đây? Phật pháp làm sao mà nó gần gũi nhất cho nhân sinh? Đã nói là Phật từ bi mà làm khổ chúng sanh làm gì? Chính ngài tu, ngài đã chịu cái khổ của 6 năm khổ hạnh, ngài biết rồi mà không thành công, mà ngài là vị Phật xuất thế để mà thị hiện. Ngài chịu 6 năm khổ như vậy là để cho tất cả nhân sinh sau này
quý vị áp dụng vào cái khổ mà tu có đạt hay không? Quý vị khổ bằng ta không? 6 năm ta khổ hạnh, da bọc xương mà con không thành đạo nè. Cuối cùng ta phải trở lại cái pháp chung đạo mà tu. Nên Đức Phật đã thể hiện, nếu như Đức Phật không có 6 năm khổ hạnh, vậy làm sao dám nói với chúng ta rằng tu chung đạo là thành công? Thì nhiều người sẽ lầm lạc đi vào con đường khổ hạnh. Nên cái căn tính càng ngày càng kém. Nếu bất khổ mà tu thì ai mà tu được? Con người chúng ta bây giờ á, họ tu nhiều một chút, họ khó khăn một chút, thì họ sanh ngã mạng chứ không phải là sanh định tâm. Họ chỉ cần tu cực một chút là họ cho rằng họ là người ghê gớm rồi, là bắt đầu họ xem thường người ta rồi. Quý vị suy nghĩ đi, bây giờ á, phàm phu như mình, quý vị coi ở nhà ai mà làm nhiều kiếm tiền nhiều là có quyền, có khi lên mặt liền, quý vị thấy kiêu ngạo chưa? Có nghĩa là tu được nhiều, tu nhiều thời gian bằng đêm tu thêm thì cũng xạo nữa. Người ta càng tu thì nó càng dịu cái tâm, còn mình càng tu nhiều thì càng kiêu ngạo ngã mạn. Nhất là ép tu, nhất là tu thêm, nhất là dụng công dày, cho rằng mình là công phu hơn người. Tự nhiên ai nói gì cũng không nghe. Đó là tu sanh ra kiêu ngạo ngã mạn. Trời ơi, cái này là tôi, cái bệnh này tôi dính rồi mà tôi không biết nữa thôi. Tôi dính ngày xưa tôi mới vô chùa tu nè, một đêm tôi ngủ có 2 tiếng đồng hồ, còn bao nhiêu thời gian toàn là tôi lễ Phật hết luôn nè, mà sáng nào tôi cũng chửi người ta sùm. Những đức đều thấy con người ta không bằng mình, cả chùa cũng không bằng mình luôn, người nào cũng ngủ thẳng cẳng, có mình tôi là tu nhiều, thấy không? Cái này là cái bệnh rõ ràng mà may thay nhìn và thấy được rõ ràng mình không được rồi quay lại thôi. Thêm cái nữa, quý vị còn ăn cơm 3 buổi, còn tôi ăn có 1 buổi trưa mà còn ăn rau, bằng tôi không? Có nghĩa là toàn là sanh tâm kiêu ngạo không đó. Nên cuối cùng ăn lại bình thường thì đỡ xạo. Thấy chưa? Thấy không? Cái căn tính con người mình kinh chưa? Nên từ nơi đó mà người nào vô chùa mà nói là tu thêm thì đứa nào thôi, khỏi đi, miễn bàn. Tu thêm miễn bàn đi. Sao mà tu sao mà càng ngày càng dễ là đúng. Tu sao mà càng tu càng dễ tính hạ mình, chịu đựng. Nghe tu sao mà thấy mình càng ngày càng dở là đúng rồi. Còn tu sao mà càng tu mà càng thấy mình xạo là mình biết mình sai. Hiểu không? Đó, suy nghĩ như vậy là biết liền à. Thí dụ như Phật tử á, ở đây mà ví dụ như người nào mà quy y 10 mấy 20 năm mà đụng cái là nói văn tự hơn, muốn hơn người ta không, là xạo á, là sai rồi đó. Còn nếu như 10 mấy 20 năm mà gặp người ta mới tu mà mình cũng dám xem thường, mình gần gũi với người bình thường cũng được, người không hiểu nhiều mình chơi chung cũng được, là bị tu đạt rồi đó. Tu vậy là đạt. Cái hiểu biết của mình nó đặt đúng nơi đúng chỗ, chứ không phải là đem cái sự hiểu biết của mình mà nó đi đâu cũng là hơn thua, đấu đá với người ta. Nên cái người tu hành mà đi đâu cũng hơn thua, đấu đá với người ta là sai. Hoặc là ngồi trong cái bàn ăn gì mà lý luận Phật Pháp mà cho muốn qua mặt người ta là sai. Mình thấy ai nói dữ quá thì đừng có nói gì, chứ nghe đi là đúng rồi. Còn thấy ai không nói gì thì mình mới nói. Tại vì không ai nói mà mình cũng không nói, vậy câm hết hả? Nên từ nơi đó còn thấy có người nói dữ quá thì đừng có nói. Còn nếu họ nói mà mình thấy mình với họ lý luận được, mà kẻ nói người nghe, người nói kẻ nghe, vậy thì nói. Còn nếu như nói để tranh đấu thì đừng nói. Nói để tranh đấu thì đừng nói. Quý vị nhớ nghe. Đó, nên có nhiều người lắm đó, nghe Phật Pháp hiểu được lý luận nhiều lắm, đi đâu ngồi đâu là bắt đầu là tán ngẫu nói, trời ơi đem kinh giáo ra mà nói. Nó nên từ đó cái học, học Phật như vậy là hoàn toàn học sai, không có đúng đâu. Đó, phải đúng nơi đúng chỗ, gì thì mới đúng. Nên những điều như Đức chia sẻ gì này quý vị có thể áp dụng trong cái cuộc sống mình. Nhưng mà cái quan trọng vô cùng luôn, đó là cái cuộc đời chúng ta từ khi gặp Phật Pháp tới giờ là mình sống tốt, sống rất là tốt. Mà tự nhiên á, mình làm được nhiều việc tốt nữa, vậy là tốt rồi. Chứ ngày xưa những đức chưa học Phật, những đức đâu có làm việc gì tốt đâu. Mà từ khi học Phật tới giờ, những đức nghĩ bao nhiêu việc tốt cho người ta được vui. Mà quý vị biết rằng có khi mà ngồi mấy tiếng đồng hồ cho người ta vui. Có khi những đức chương trình trong chùa mấy tiếng đồng hồ, những đức ngồi không chứ những đức có làm gì đâu. Ăn cũng không ăn miếng nào chứ, chỉ uống miếng nước lạnh thôi. Vậy mà những đức ngồi mấy tiếng đồng hồ để cho đại chúng được vui. Mà có khi các cụ mà nhảy múa vui mà những đức lâu lâu những đức còn la lên tiếng nữa chứ. La lên gì? Đại chúng ơi vui lên, làm nóng cho người ta vui. Vì thấy không, mình không chơi chung mà mình còn làm cho người ta vui.
Nên cái chúng trong chùa mình có những đức là người ta vui lắm, chứ không phải là người ta bị chặn lại cái niềm vui gì đâu. Có nghĩa là những đức, ví dụ như những đức đi đến đâu là chúng trong chùa họ rất là thích, vì những đức tạo niềm vui cho họ. Những đức muốn cho họ vui mà muốn cho họ ăn nhiều. Tất cả những cái này là chúng sanh họ đều thích chân á. Chúng sanh mình họ thích gì nè? Được ăn nhiều nè, được ngủ nhiều nè, được bạn đẹp nè, rồi được khen nè, rồi được đẹp nè, rồi ở phòng ốc rộng rãi nè. Có nghĩa là họ đều thích tất cả những cái hưởng thụ. Còn cái gì mà ngăn chặn hưởng thụ là họ ghét quý vị. Nên thế giới cực lạc là thế giới đại hưởng thụ. Thấy không? Nếu hiểu được căn tính chúng sanh thì duyên với chúng sanh cực kỳ dày và nói họ nghe. Còn nếu không hiểu chúng sanh thì quý vị có ngăn chặn họ, họ cũng không nghe, cũng không được cái gì chứ. Nói thiệt. Nên mình là người học Phật, quý vị áp dụng trong gia đình mình đi. Chúng sanh là người ta thích ăn nhiều, ngủ nhiều, vui chơi. Nhưng mà quý vị phải điều tiết Phật Pháp làm sao cho họ từ cái ăn nhiều, ngủ nhiều, vui chơi phù hợp thì tức khắc đạt liền, chứ không nói vòng vo chứ. À, chứ quý vị đừng có đem cái tư tưởng của ngày xưa không tu mà mình làm là thất bại. Hiểu không? Như chùa mình cũng vậy. Chùa mình cũng ăn dữ lắm chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Ừ, nó thì ăn nhiều mới mập. Thì quý vị cứ nghĩ đi, cơ thể con người mình từ thịt là từ thưa thức ăn mà ra. Ăn ít sao có thịt. Thấy không? Những đức cũng ăn nhiều chứ. Ngày ba buổi nhưng mà ăn cũng ác đặng lắm á. Chứ không dẫn chơi đâu. Những đức ăn ít sao những đức mập. Những đức mà một tháng mà ăn không được cái mặt đó. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà bây giờ mà ăn được thì cái mặt nó mất. Thấy chưa? Nên ăn được ngủ được là tiên. Ăn không được ngủ không được là phiền. Thà ăn được đừng uống thuốc. Ăn được ngủ được vui vẻ đừng uống thuốc. Tốt hơn. Chùa mình các cụ đâu có uống thuốc đâu. Thì phải ăn, phải cho các cụ vui, thấy không? Nhưng mà các cụ giỏi. Giỏi cái gì? Giỏi là các cụ cuối đời biết ngày giờ giảng sanh. Đó, thấy chưa? Tuy là các cụ vui nhưng mà các cụ lại biết ngày giờ giảng sanh. Mà mấy cụ lại cầu sanh cực lạc. Chứ không phải là các cụ ham ở cõi này. Sao mà ham ở cõi này được? Dù là vui cỡ nào đi chăng nữa, thân vẫn là bệnh hoạn, sao mà vui? Vui là vui lúc đó, còn khi bệnh đau vui nổi không? Mà thân này sớm muộn cũng bệnh đau. Mình cho họ niềm vui và nhắc họ vô thường của không tồn tại cái thân. Chỉ họ có cái thân tồn tại ở đâu? Cực lạc. Cái thân ở cực lạc nó mới tồn tại. Và niềm vui ở cực lạc mới là niềm vui vĩnh cửu. Mình vừa vui được mà mình có đủ năng lực để đi độ sanh. Niềm vui cho mình, niềm vui cho người, gọi là ở cực lạc là một cái quốc độ tự lợi và lợi tha. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật từ chư tăng ni hàng Phật tử khắp nơi nơi về cộng tu chủ nhật rất là đông. Nhưng đức thường nói rằng điểm tu như vậy là điểm tu phước tu duyên đặc biệt thù thắng. Từ người lớn tới trẻ con hay tất cả những người khỏe mạnh hay bệnh hoạn gì, chúng ta những ngày chủ nhật này là những ngày mà đến để cộng tu, cộng lực, rồi tu hành để chuyển nghiệp rất là đặc biệt. Hay tất cả những người mang nghiệp phá thai, hoặc là mình muốn cầu an, cầu siêu cho ông bà cha mẹ, người thân của mình, thì nương vào cái đại chúng này mà Đức Phật nói là đức chúng như biển cả mênh mông. Chúng ta nương vào cái đại chúng này để tu phước tu duyên thì rất là đặc biệt thù thắng quý vị. Nên chủ nhật chùa mình càng ngày càng đông và Phật tử về đây tu học rất là vui và thấy thoải mái. Từ cái thời khóa tu và chia sẻ Phật Pháp nó vừa với khả năng mình tu. Và có thể về đây chúng ta đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật, về mình tặng cho người thân bằng quyến thuộc của mình. Có những người ở phương xa lâu lâu mới đến lần, chúng ta đặt những cái đèn bông sen để trên bàn thờ,
hoặc là mình đặt giùm cho hàng Phật tử, hoặc là mình đặt đèn cái mấy cái năng lượng niệm Phật, mình đem về mình để những cái nơi ruộng lúa hay là mồ mả ông bà. Đó là cái chỗ đặc biệt để mà mình tu phước tu duyên, rồi giúp cho chư hương linh được nghe danh hiệu Phật, để mà nương một bổ nguyện của Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và khi quý vị về đây tu học, mình đầu tiên niệm Phật và nghe Pháp, cởi mở tâm tư và lễ Phật, và xong chúng ta ra ngoài phóng sanh và cúng thí thực. Khi mình về đây thì chư hương linh của quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, hay tất cả những thai nhi bị nghiệp phá thai, hay tất cả những người quán thân trái chủ mà nhiều đời nhiều kiếp hoặc đời này mình đã từng vô tình giết hay cố ý giết, họ cũng đi theo mình. Và khi về đây thì họ nghe Pháp, mình vui họ cũng vui, và được cúng thí thực thì giống như mời khách tặng quà và đem Phật Pháp giới thiệu. Đây rất là hay quý vị. Nên người sống của chúng ta vô cùng quan trọng về cái ăn, cái uống và nghỉ ngơi. Thì khi chết đi chưa được siêu thoát thì người ta còn chấp vào cái ăn, cái uống, nên chúng ta cúng thí thực đây là cho chư hương linh. Và đồ ăn rất là nhiều, chắc chắn rằng người ta rất là vui. Và mỗi tuần chủ nhật thì cúng như vậy, thì chư hương linh cũng rủ rất nhiều chư hương linh. Có khi người sống của mình đi tu đây an lạc về thì mình nói chị em hay anh chị gì đến đó tu ngày chủ nhật vui lắm. Thì chư hương linh người ta cũng rủ những chư hương linh là nơi đó mỗi tuần chủ nhật cúng đi thực, nghe thầy giảng và được niệm Phật hồi hướng an lạc lắm, được quang minh phổ chiếu mát lắm, người ta rủ nhau. Nên từ nơi đó mà cái chỗ cúng đi thực chúng ta càng ngày càng trang nghiêm. Và quý cô dọn đồ cúng đi thực rất là sạch sẽ, đàng hoàng. Và tất cả bánh trái đều được cắt ra, đó là tâm cung kính, cúng dường cho tất cả những chư hương linh. Khi về đây nghe Pháp hộ trì Tam Bảo, chân thật niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương một bổ nguyện Di Đà để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nên chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị hay hàng Phật tử khắp nơi nơi coi qua chương trình trực tiếp này, đều hồi hướng công đức cho quý vị. Nguyện thân tâm được an lạc, phát bồ đề tâm niệm Phật, để đời này chúng ta hẹn gặp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức vì đụng xe hay là uống thuốc sâu hay treo cổ tự tử, chúng ta đều được hưởng những công đức này. Nguyện tất cả quý vị linh thức sáng suốt vì hưởng được công đức này mà biết nương vào bổ nguyện niệm Phật, quan gia nên giải không nên kết, chúng ta nên quá giải hận thù để niệm Phật sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng gà kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lụng lắng ta bà ha, án một lụng lắng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà pha việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát.
Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh hữu danh vô vị ơi. Nghiệp phá tay ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh rất là thù thắng, vì tất cả chúng ta thương nhất là thân mạng, chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Nên chúng ta mà ăn chay phóng sanh là tròn tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát. Nên tất cả chúng ta khi về đây tu mà được cúng tế thực phóng sanh đồ nè, cái công đức phóng sanh là giống như chúng ta trả nợ sát sanh. Nên tất cả những cháu nhỏ mà về đây, các con mà được nghe pháp niệm Phật phóng sanh gì, còn con nít gì là nó chuyển nghiệp mau dữ lắm. Nên đứa mà nó đến nó đòi nợ cha mẹ mà nhờ nó được phóng sanh ăn chay, chứ từ từ nó chuyển cái nghiệp mà đòi nợ cha mẹ mà thành báo ơn cho cha mẹ. Nên mình ông bà cha mẹ dẫn con cháu đến Phật Pháp, đó là cái nhân duyên đặc biệt mà mình gieo cho con cháu của mình quý nhất, còn hơn tiền bạc vật chất để cho con cháu của mình. Nên tất cả chúng ta mà khi biết Phật Pháp rồi phát tâm từ bi, dù một con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không dám giết. Nên nhà mình không có những phương tiện để sát sanh như là thuốc chuột hay là bẫy chuột, hay là chúng ta mà mua thuốc xịt muỗi, xịt ruồi, xịt gián, xịt thằn lằn gì đó. Nên là chúng ta không có mình không có mua mấy cái loại đó để giết nữa, thấy không? Mình đã tu hành ăn chay trường từ bi rồi, từ hôm nay có giết loài súc sanh nữa thì tự nhiên cái tâm mình sẽ an lạc. Nên nguyện tất cả những con chim này khi được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và nghe được pháp môn Tịnh Độ, nên khi được thả ra, nên ở xung quanh chùa này cây có nhiều lắm, ở đây bông giấy cũng đẹp, nó ở đây đi, rồi đừng có bay ra bên ngoài, rồi nghe danh hiệu Phật, khi bỏ thân đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay hoan hỷ vui vẻ để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.